này cuối cùng mình cũng đã được trở thành một genin rồi. Không biết là tiếp theo ông Hokage sẽ giao cho chúng ta nhiệm vụ gì đây. Mong là mình sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ này để nhận tiền rồi đi ăn mì ramen. Này ông già Hokage ơi, cho tôi cái nhiệm vụ gì nó khó khó một tí nhá. Với cái trình độ của tôi thì hiện tại tôi có thể làm được tất cả mọi thứ. Trật tự đi nào đó vậy. Dạ, chào ngài Hokage. Thì hôm nay em đã chọn ra được đội này để trở thành một genin, bọn nhỏ rất xứng đáng. Chính vì vậy bây giờ tôi sẽ cho lũ nhỏ này lên đường để làm nhiệm vụ luôn. Ngài có thể giao cho bọn nó một nhiệm vụ nào đấy cấp D được không? Chúc mừng các em đã vượt qua kỳ thi genin lần này nhá. Tốt lắm, bây giờ ta cũng đang thừa lại một nhiệm vụ cấp D đây. Không biết các em có muốn đi làm luôn ngay bây giờ không? Vâng thưa ngài, thế cái nhiệm vụ đó mà ngài định giao cho bọn nhỏ chính là gì? Hiện tại thì ta đang có một đơn hàng cần phải gửi tới lãnh chúa của làng Sương Mù. Chính vì vậy, không chỉ bọn nhỏ đi làm nhiệm vụ này mà Kakashi, em cũng nên đi theo để giám sát nữa, bởi vì làng Sương Mù ta thấy là có rất nhiều thứ nguy hiểm. Ngài định cho bọn nhỏ tới làng Sương Mù để ship hàng sao? Có quá sức bọn nó không đây? Đây là nhiệm vụ cuối cùng còn thừa lại trong tuần này. Những nhiệm vụ khác tất cả các đội vừa nãy cũng đã nhận hết rồi. Các em tới hơi muộn. Nếu mà các em không muốn nhận thì sang tuần sau quay lại đây, ta sẽ chuyển cho một nhiệm vụ khác. Còn cái nhiệm vụ này ta sẽ gửi cho một ninja cấp cao hơn, bởi vì ta thấy nó cũng khá là nguy hiểm. Thôi khỏi đi ngài Hokage, tôi sẽ giám sát tụi nhỏ làm cái nhiệm vụ này từ ngày hôm nay luôn. Chứ tôi thấy bọn nó cũng hứng thú lắm rồi. Tốt quá, vậy là trong tuần này làng chúng ta đã hoàn thành tất cả cái nhiệm vụ và đủ chỉ tiêu rồi. Nhưng mà bây giờ các em cần lưu ý, đây chính là nhiệm vụ khó nhất trong tất cả các nhiệm vụ cấp D. Chính vì vậy, hãy cẩn thận. Giờ thì chuẩn bị mọi thứ và bắt đầu lên đường đi. Đại ca, em vừa mới nhận được một tin, đó chính là bọn làng lá chuẩn bị sang làng của chúng ta để làm nhiệm vụ gì đấy. Hả? Thì kệ bọn chúng chứ còn sao nữa, việc đó có liên quan gì tới ta? Đúng là tụi nhóc đấy tôi không quan tâm thật, nhưng trong số đó có thằng Kakashi. Ngài có nhớ cái thằng mà 3 năm trước đã đánh bại chúng ta không? Cái gì? Có thằng Kakashi sao? Nó sang làng chúng ta làm nhiệm vụ gì vậy nhỉ? Nếu tôi không nhầm thì nó đang dẫn một tụi nhỏ genin sang đây để làm nhiệm vụ. Tôi chắc chắn là thằng đó chưa chuẩn bị gì đâu. Chúng ta có thể trả thù được rồi. Thật vậy sao? Thằng Kakashi vào 3 năm trước đã đánh chúng ta không ra gì. Nếu bây giờ gặp lại thì chắc chắn nó sẽ phải bất ngờ với năng lượng của ta. Đi thôi. Theo như tôi dự kiến thì trên con đường đi gặp lãnh chúa, bọn chúng sẽ phải đi qua cây cầu sương mù của làng chúng ta. Và đây chính là điểm mạnh để chúng ta có thể đánh bại thằng Kakashi đó, và đồng thời giết luôn tụi nhỏ genin kia. Mọi thứ thật tuyệt vời. Cuối cùng ngày hôm nay ta cũng có thể trả thù được thằng Kakashi đó rồi. Chắc chắn nó sẽ phải bất ngờ dưới sự hiện diện mới của một trong những sát thủ nguy hiểm nhất là sương mù. Thầy Kakashi ơi, chúng ta sắp tới nơi chưa? Chạy hơi lâu rồi đấy. Ui, khu nhà nào thế này? Thầy đừng bảo đây là nhà của lãnh chúa nhá. Trời ơi, đây là một căn phòng trọ mà ngài Hokage đã thuê cho chúng ta để nghỉ chân đêm nay. Hiện tại trời cũng sắp tối rồi, thế nên sáng mai cả đội sẽ lên đường tiếp. Thôi chắc không cần nghỉ ngơi đâu thầy ơi. Chúng ta đi làm nhiệm vụ cả đêm nay luôn đi cho nó xong sớm. Không được, buổi đêm ở ngoài rừng rất nguy hiểm. Và hãy nhớ, khu này không phải là khu xung quanh làng của chúng ta. Chán thế, thôi thầy ơi, em muốn đi làm nhiệm vụ cơ, không vào đây đâu. Nếu biết đường thì em tự đi làm nhiệm vụ đi cũng được. Còn Sasuke với cả Sakura vào đây cùng thầy nào. Chúng ta sẽ vào ăn uống rồi nghỉ ngơi. Trời đất ơi, chán thật đấy. Thôi thì để sáng mai mình cố dậy sớm rồi đi làm nhiệm vụ vậy. Trời cũng sắp tối rồi mà tại sao bọn chúng chưa tới cái cầu này nhỉ? Em nghĩ là có gì đó sai sai rồi hay sao ấy đại ca ơi? Thằng Kakashi này là một người cũng khá an toàn và cẩn trọng.
Chính vì vậy, ta nghĩ bọn chúng đang nghỉ ngơi ở một chỗ nào đấy rồi sáng mai sẽ đi tiếp. Ai, chúng ta đành đợi ở đây thôi. Thôi chết, mấy giờ rồi, tại sao không ai gọi mình dậy thế này? Mọi người đâu hết cả rồi? Trời đất ơi, không lẽ mọi người đã dậy sớm và đi trước bỏ mặt mình lại đây sao? À, không thể nào có chuyện này xảy ra được. À đây rồi, thầy Kakashi. Ôi giời, em cứ tưởng mọi người đi trước thì ra là mọi người đứng đây à? Mấy giờ rồi hả thầy? Trời cũng sáng rồi, thế bây giờ chúng ta đi làm nhiệm vụ được chưa hả thầy? Bây giờ đã là 12 giờ trưa rồi. Ta định để cho các em đi vào buổi sáng sớm nhưng mà em dậy muộn quá rồi AV. Trời ơi, thế mà tại sao thầy không gọi em dậy? Thầy chỉ cần gọi thôi là em có thể dậy ngay lập tức mà. Ta đã gọi hơn 100 lần rồi mà em có chịu dậy đâu. Thôi thì để chiều nay chúng ta đi vậy, dù sao cũng sắp tới nơi rồi. Ủa, mà Sakura đâu hả thầy? Tại sao chỉ có mỗi em với Sasuke ở đây thế này? Sakura đang đi tìm chỗ luyện tập cho chúng ta đấy. À, đây rồi, thế quanh đây có chỗ nào luyện tập không em? Lát nữa mọi người cứ đi thẳng về phía bên kia rừng sẽ có một khu đất trống, mọi người có thể luyện tập ở đó. RAV, tại sao cậu dậy muộn vậy hả? Trời đất ơi, tôi có muốn thế đâu, nhưng mà cơn buồn ngủ nó không cho phép mọi người ạ. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng qua khu đó để luyện tập một chút đi. Ta có một vài kỹ năng muốn dạy cho các em, rồi chiều nay chúng ta đi làm nhiệm vụ sau cũng được. Kỹ năng cái gì? Thôi thầy ơi, em đầy đủ kỹ năng hết rồi. Đi làm nhiệm vụ luôn đi, em còn lấy tiền em đi chơi điện tử, đi ăn mì ramen nào. Trời ơi, công nhận là chỗ này nhìn trông cũng rộng rãi và đẹp thật đấy. Thế bây giờ chúng ta phải làm gì hả thầy? Thầy đừng bảo là thầy bắt bọn em đu lên cái cây này nhá. Không hẳn là đu lên cây, em nói cũng gần đúng rồi đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ học được một cái kỹ thuật mà bất kỳ ninja nào cũng làm được. Lát nữa thầy sẽ quay lại kiểm tra và bây giờ thầy sẽ làm mẫu một lần. Các em hãy nhìn cho kỹ nha. Nhiệm vụ của các em đó chính là cố gắng đi lên trên cái cây này. Đó, như thầy đây này. Trời ơi, cái gì vậy? Ông thầy này có phải người nhện không vậy trời? Thú vị thật đấy. Ông ta đang đi lên cây như không có chuyện gì xảy ra. Đây quả là một kỹ năng hữu ích cho một ninja. Ui, giỏi thật đấy thầy Kakashi. Làm thế nào thầy có thể trèo được lên cây một cách dễ dàng như vậy được? Cái kỹ thuật này thì nó đơn giản hơn cái kỹ thuật đi trên nước rất nhiều lần. Rất đơn giản thôi. Trong mỗi người các em đều có một nguồn năng lượng được gọi là chakra chạy trong mạch máu của cơ thể. Và các em chỉ cần tập trung và nén nó xuống dưới chân là được. Khi nén thật nhiều chakra xuống dưới chân thì các em có thể kiểm soát nó. Đó chính là cách mà các em có thể bám vào cây bằng chân. Bài học này không chỉ cho các em biết thêm một kỹ thuật mới, mà nó cũng giúp các em kiểm soát được năng lượng chakra trong cơ thể mình. Tưởng thế nào chứ cái trò này đơn giản, em làm một lần là được luôn ý mà. Được rồi, em chỉ biểu diễn một lần thôi, tất cả mọi người cùng chóng mắt lên mà nhìn đấy nhá. Ê giời ơi, tưởng thế nào chứ cái kỹ thuật này đơn giản. Ok, khó thế nhở? Đúng là thằng nhóc vô dụng. Hãy nhìn đây này, cái thuật này nó không đơn giản như vậy đâu. Mình mà không làm được thì thằng Sasuke này chắc chắn cũng sẽ không làm được rồi. Nào thử xem nào. Ôi, nó đi lên kìa. Hiểu rồi, để bám được vào đó thì rất dễ, nhưng mà để kiểm soát chakra để giữ chân trên đó thì rất là khó. Sasuke đã hiểu ra vấn đề rồi đấy. Bây giờ thầy sẽ đi mua đồ ăn trưa, rồi lát nữa thầy quay lại nha. Trời đất ơi, tại sao mình không thể kiểm soát năng lượng xuống dưới chân của mình nhỉ? Làm thế nào bây giờ? Có lẽ nào mình không thể học được một kỹ thuật đơn giản như thế này sao? Còn đứng đó mà lẩm bẩm cái gì? Đi tập luyện thôi. Thế là sao? Mọi người không giúp đỡ nhau để luyện tập luôn à? Tại sao lại mỗi người một nơi thế này? Tôi chưa làm được gì trời ơi. Ui, tại sao bọn nó đều trèo được lên cây nhỉ? Mình còn không bám được luôn. Không, nhất định mình sẽ phải học được kỹ thuật này. Mình không thua kém ai hết. Đây chính là cơ hội mà mình có thể chứng tỏ cho mọi người thấy mình là ai. Các em ơi, thầy đi mua đồ ăn về rồi đây. Không biết bọn nhỏ tập kỹ thuật này ra sao rồi ta. Cuối cùng mình cũng đã làm được. Công nhận là mệt thật đấy. Cuối cùng mình cũng đã thành công rồi. Các em giỏi lắm. Ra đây thầy cho ăn trưa nào. Thế còn thằng RAV đâu rồi? Cái gì mà ồn ào thế? Ai đây? RAV! Tại sao sáng nay mình ngủ nhiều như thế rồi mà buổi trưa vẫn ngủ được ta? Kỳ lạ thật. Đến nơi rồi hả thầy? Yeah! Vậy là sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi.
đưa đơn hàng này cho ông lãnh chúa trong cái làng này là chúng ta có thể mang tiền trở về. Để tới được khu lãnh chúa, chúng ta cần phải đi qua cây cầu sương mù này. Các em nhớ theo sau thầy, nếu không là sẽ bị lạc đấy. Mình chưa thấy cái làng nào nó nhiều sương mù như cái làng này thế ta. Tại sao lại có một cái làng nó đáng sợ như thế này nhỉ? Ui, trời đất ơi thầy ơi. Đi chậm chậm thôi nhá, em không theo kịp được đâu. Tại sao lại xung quanh mờ tịt hết thế này? Ơ, thầy ơi, có chuyện gì thế? Tại sao chúng ta đang chạy lại dừng lại ở đây? Chạy tiếp đi, em sợ lắm rồi. Hình như ta cảm nhận được một chút sát khí nào đó quanh đây. Các em khoan đã, hình như đằng trước có người. Không ổn rồi, nguồn chakra này quen lắm. Kakashi, người đã tới nơi rồi sao? Chào mừng tới với làng sương mù. Bây giờ thì người có thể chạy thoát đi đâu nữa? Đang dẫn tụi học sinh đi làm nhiệm vụ à? Người sai lầm khi tới đây rồi Kakashi. Mối thù của ta và người vào 3 năm trước sẽ được giải quyết trong ngày hôm nay. Người tới xấu rồi Kakashi ạ. Và ta cũng sẽ giết tất cả lũ học sinh đi sau người luôn. Cái gì? Có lẽ nào ngươi là Shadow sao? Không ngờ rồi, các em lùi lại phía sau đi. Chuyện này không nằm trong tính toán của chúng ta rồi. Hắn là một kẻ rất nguy hiểm. Ơ kìa, có chuyện gì vậy thầy Kakashi? Tại sao chúng ta lại dừng lại ở đây? Không lẽ có ai ở đằng trước sao? Trời đất ơi, sương mù dày đặc quá, chẳng nhìn thấy cái gì cả. Biết thế ngay từ đầu mình đã không bảo thầy Kakashi nhận cái nhiệm vụ khó khăn này. Ơ từ từ, khoan đã, hình như có ai đang chạy tới kìa thầy ơi. Ngươi ngạc nhiên lắm khi thấy ta chính là Shadow sao hả Kakashi? Cứ yên tâm là ngày hôm nay, cây cầu sương mù này sẽ chính là mồ chôn của lũ các ngươi. Không ổn rồi, hắn chính là Shadow, kẻ thù cũ của thầy. À, ngươi nhớ ra ta rồi sao Kakashi? Này các em, nếu lát nữa mà không thấy thầy quay trở về thì cứ về làng trước đi. Thầy sẽ giải quyết bọn này một cách nhanh nhất, các em cứ yên tâm. Ở kia thầy Kakashi. Không, bọn em không thể ở đây một mình được. Shadow, đừng có cản đường bọn ta đi làm nhiệm vụ. Ngươi bây giờ chỉ là một kẻ yếu đuối thôi Kakashi. À, tránh đường ra Shadow. Hừ, cái gì vậy? Một nhẫn thuật mà mình chưa thấy bao giờ. Có lẽ nào sau bao năm qua thằng Shadow này đã học được một quả nhẫn thuật ẩn mình trong sương mù như thế này sao? Thật là kinh khủng và không thể tin được. Không ổn rồi, sương mù dày đặc quá, mình phải nhảy ra chỗ này sớm thôi. Hây, chết tiệt, mình không thể thấy gì cả. Ngươi ở đâu Shadow, đừng có trốn trong sương mù nữa. Không thể nào, hắn ta đâu rồi? Này Shadow, đừng nghĩ không đánh bại được ta là có thể trốn nha. Có giỏi thì lộ mặt ra đây và đánh nhau như hai người đàn ông xem nào. Ngươi sẽ không thể đánh bại ta cũng giống như 3 năm trước vậy Shadow. Giá mặt đi. Thằng Kakashi này vẫn dám mạnh miệng như vậy sao? Thậm chí bây giờ hắn còn không nhìn ra những bước di chuyển của ta nó như thế nào nữa mà. Cứ yên tâm là ngươi sẽ được toại nguyện thôi Kakashi. Ta sẽ từ từ đánh ngươi cho tới chết giống như một con mèo vờn chuột vậy. Hả? À, không ổn rồi, thầy Kakashi, bọn chúng đang ở đằng sau thầy kia. Cái gì? Không thể nào. Tại sao bọn chúng có thể di chuyển nhanh như vậy? Mình không thể nhìn ra là sao? Ngươi yếu đuối lắm Kakashi ạ. Giờ thì nếm thử nhẫn thuật mới của ta đây. À, không ổn rồi, nhẫn thuật gì thế này? Cơ thể mình đã cứng đơ mất rồi, không thể di chuyển nổi. Bọn nó đâu rồi? Không thể nào, bọn nó lại biến mất trong sương mù rồi sao? Chuyện này không ổn rồi. Hắn đã sử dụng lợi thế trong làn sương mù này để ẩn thân và đồng thời hút sức mạnh từ sương mù. À, tên này bây giờ cũng gian xảo thật đấy. Không có một âm thanh gì lạ quanh đây. Vậy thì hắn có thể đang ở đâu nhỉ? Mình phải tập trung trong chuyện này mới được. Nếu không là mình có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Hắn có thể ở đâu nhỉ? Lại biến mất rồi. May quá, chỉ cần sơ suất một tí thôi là mình có thể bỏ mạng ngay lúc nào không biết. À, chuyện này càng ngày càng tồi tệ đi rồi. Sự bất lợi trong làn sương mù này khiến mình cảm thấy đau mắt quá. Nếu cứ tiếp tục như thế này chắc chắn mắt mình sẽ bị mờ đi mất. Không sao, chỉ cần tập trung thôi là mình có thể tấn công một đòn trực diện vào hắn. Chết rồi. Cái gì vậy? Một tốc độ thật sự rất kinh khủng. À, lại đây Shadow. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có lẽ là mắt mình bị mờ rồi hay sao? Không thể nào, quả không hổ danh là một trong những sát thủ làng sương mù. Hắn chiến đấu trong môi trường này thực sự rất tốt và mình không thể thấy gì cả.
Mặt người bị làm sao vậy Kakashi? Ta đang ở ngay sau nè. Cái gì? Rốt cuộc là hắn ta đang ở đâu vậy trời? Mình không thể thấy một thứ gì hết thế này. Người đang ở đâu xá độ? Máu ra đây nhanh lên. Hả? Người đấy rồi. Nếu mà đánh tay không với ta thì chắc chắn người không bao giờ có thể thắng nổi đâu. Cái gì? Có lẽ nào đó chỉ là một cái bóng thôi sao? À, không thể nào. Thằng này công nhận xảo quyệt thật đấy. Không được rồi, mình phải lấy lại tập trung thôi. Chứ nếu cứ như thế này thì chắc chắn mình sẽ chết mất. Tập trung nào, tập trung nào. Nghe tiếng động. Đây rồi. À, người chạy đâu xa đồ? Hả? Có lẽ nào. À, xa đồ. Mình phải bảo vệ tụi nhỏ. Mình phải dẫn tụi nhỏ đi gặp lãnh chúa để hoàn thành nhiệm vụ cho ngài Hokage. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ dùng tất cả sức lực để tập trung nhìn ra thằng xá đô này. Xin chào ba tên nhóc, biết ta là ai chưa? Cái gì vậy? Thầy Kakashi đâu rồi? Tại sao tên độc ác này lại ở đây? Có lẽ nào ngươi đã giết thầy Kakashi rồi sao? Không ổn rồi mọi người ơi. Ta có một ý tưởng hay hơn để tra tấn bộ não của thằng Kakashi kia. Đó chính là giết tất cả lũ nhóc các người, sau đó quăng ra trước mặt hắn. Chết rồi, lùi lại đi mọi người. Hắn chuẩn bị giết chúng ta đây. Chạy đi đâu về lũ nhóc? Với trình độ của các ngươi thì ta chỉ cần hẩy tay một cái là xong. À, dừng lại đi tên độc ác. Bọn ta có làm gì ngươi đâu. Các ngươi nghĩ chạy ra đó là ngươi có thể sống sót sao? Cái gì vậy? Có lẽ nào đó là một làng sương mù sao? À, lùi lại đi mọi người ơi. Lùi lại được rồi. Ơ kìa, hắn ta đang ở ngay sau chúng ta kìa. Chết đi lũ nhóc. Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sức mạnh của một sát thủ làng sương mù. Tại sao mãi không thấy hắn xuất hiện ta? Cái gì vậy? Có lẽ nào trong lúc đánh lạc hướng mình hắn đã tấn công tụi nhỏ sao? Tên cặn bã này mình đã quá chủ quan rồi. Tuyệt chiêu gì thế này? Mình đã bị tê liệt tất cả chân tay và không thể di chuyển nổi. Hắn ta quá mạnh. Tưởng lũ tụi học trò của thằng Kakashi như thế nào thì ra cũng là những tên yếu đuối chả làm được cái gì. Để em giết bọn nó luôn nha đại ca. Bọn nhỏ này chỉ mới là genin thôi mà tại sao thằng Kakashi cho bọn nó nhận nhiệm vụ khó thế nhỉ? Xin hàng cho lãnh chúa sao? Ta cũng chả hiểu thằng Kakashi đang nghĩ cái gì nữa. Chắc nó vẫn đang bối rối ở đằng kia lắm. Thôi được, ta sẽ thanh toán tụi nhỏ này luôn. Hai tên đần độn nhà các ngươi không được phép nhạo báng thầy Kakashi của ta. Đối với ta thì thầy Kakashi là người mạnh nhất. Và chắc chắn thầy ấy sẽ đến đây để cứu bọn ta. Các ngươi cứ chờ đấy. Thằng nhóc này có vẻ mạnh miệng gớm nhỉ. Thôi được, ta sẽ chặt đầu nó đầu tiên rồi quẳng cho thằng Kakashi. Khoan đã, nguồn chakra gì vậy? Không thể nào. Tại sao nguồn chakra này lại phát ra từ hướng đó? Không, đây không thể nào là chakra của thằng Kakashi được. Tại sao nó lại tăng vọt một cách khủng khiếp như vậy nhỉ? Có vẻ như chúng ta chơi đùa đủ rồi nhỉ Sado. Công nhận là sau 3 năm qua nhà ngươi cũng mạnh lên khá nhiều đấy. Vì trong trường hợp này ngươi dám nhạo báng và động tới học sinh của ta. Thế nên ta sẽ sử dụng một thứ mà ta rất ít phải dùng. Cái gì? Một thằng yếu đuối như ngươi không bao giờ có thể tăng sức mạnh nổi đâu. Đừng có lừa ta nha. Để ta giới thiệu cho ngươi, đây là một sức mạnh chỉ tộc Uchiha mới có, nhưng mà ta là người may mắn có thể sở hữu được. Sharingan. Mặc dù khi sử dụng Sharingan ta sẽ bị mất rất nhiều sức lực và nhiều thời gian để phục hồi lại, nhưng mà ta bắt buộc phải sử dụng nó để giết một thằng cặn bã như ngươi. Và hy vọng sau ngày hôm nay, lũ ninja làng sương mù nhà các ngươi sẽ biết điều rằng đừng bao giờ động tới làng lá của bọn ta. Không biết Kakashi và tụi nhỏ đã giao được cái đơn hàng đó cho ngài lãnh chúa chưa ta? Lâu về thế nhỉ? Làng sương mù là một làng rất nguy hiểm. Hy vọng bọn họ sẽ ổn và không gặp những tên căn thủ đối với làng lá. Để mà nói, nếu mà gặp những tên đó thì đây chắc hẳn là một nhiệm vụ cấp B cũng nên. Lẽ ra mình nên cho nhiệm vụ này là một nhiệm vụ cấp B. Cho những ninja nhỏ tuổi như thế này đi nguy hiểm quá. Hy vọng là Rave và Sasuke, Sakura vẫn sẽ ổn và bình yên trở về. Thằng nghịch ngợm Rave không biết đi làm nhiệm vụ như thế nào rồi ta. Trời ơi, lo cho thằng nhỏ quá.
Thằng đội AV nó chỉ bên nghịch ngợm thôi, đi đường lỡ có vấn đề gì thì hỏng cả đội mất. Thưa ngài, tôi vừa mới nhận được một thông báo khá quan trọng từ bọn bên làng lá đây. Sang tháng sau, bọn chúng sẽ mở một kỳ thi chú in, cũng có nghĩa là tuyển bọn genin lên chú in và có sự tham gia của ngài hộp ca gây làng cát. Thú vị quá nhỉ. Đây là cơ hội của ta, có thể xâm chiếm làng lá được rồi. Ngài cứ yên tâm, tôi không chỉ là trợ thủ đắc lực của ngài đâu, mà tôi còn là một gián điệp đắc lực của làng lá nữa. Bọn chúng tin tưởng tôi lắm. Kỳ thi này, ngài Hokage làng cát sẽ là ban giám khảo sao? Vậy thì ta có kế hoạch này rất hay. Giờ thì ngươi sẽ phải biết sức mạnh của ta là như thế nào, Sado. Hãy xem đây, Sharingan! Chuyện gì đang diễn ra vậy trời? Có lẽ nào đó là Sharingan? Tại sao một kẻ yếu đuối như ngươi lại có thể sở hữu được cái mắt này? Không thể nào! Tại sao lại có được đôi mắt này sao? Vậy thì về chầu Diêm Vương đi rồi hỏi sau nhé! Còn bây giờ, ta sẽ sử dụng đôi mắt này để nhìn ra tất cả những ngân thuật mà ngươi đang dùng. Và thậm chí ta cũng có thể học nó và sử dụng ngược lại. Không chỉ vậy, tốc độ của ta cũng đã tăng lên rất nhiều. Ngươi thua cuộc rồi, xá đô. Thật nực cười. Ngươi tính copy nhân thuật của ta sao? Vậy thì ngươi không biết là cách chiến đấu trong làn sương mù này ta khỏe như thế nào rồi. Cho dù ngươi có mạnh cỡ nào thì làn sương mù này cũng sẽ che mắt ngươi thôi, Kakashi. 3 năm trước mặc dù có thể ta đã bị ngươi đánh bại, nhưng bây giờ thì không. Nói như vậy rồi mà vẫn chưa biết lượng sức của mình sao? Thế thì để ta dạy cho ngươi vài đòn cơ bản đầu tiên. Hả? Ta có đang nhìn nhầm không? Tại sao tốc độ của nó lại tăng vọt lên một cách khủng khiếp như vậy nhỉ? Một nguồn chakra đang rất lớn bay về hướng này. Kakashi, ngươi có thể nhanh lên và nhìn ra được nhân thuật của ta đấy. Ngươi không bao giờ có thể đánh bại đội ta đâu. Tất cả những đòn đánh của mình đều trượt nó là sao? Trời đất ơi. Từ từ đã, khoan đã Kakashi. Ta nghĩ là ta cần nghỉ ngơi một chút để phục hồi sức lực của mình, như thế mới công bằng. Giờ lại mở mồm ra đòi hỏi sự công bằng sao? Hãy xem đây. Cái gì? Đây là nhân thuật của mình mà. Không thể tin được, cặp mắt Sharingan đó đã nhìn thấy tất cả những nhân thuật của mình và học nó. Vậy còn cái này thì sao? Ta trả lại khói cho ngươi này. Thằng Kakashi nhà ngươi cũng chỉ là một tên ninja copy thôi. Ngươi vẫn nghĩ là ta không thể nhìn thấy ngươi trong nhẫn thuật bòm khói đó đúng không? Cái gì? Không thể nào, hắn thấy được mình sao? Giờ thì nhận lấy tất cả những đòn của ta đây, xá độ. Tất cả 3 năm trước, ngươi thua. Bây giờ, ngươi cũng sẽ như vậy thôi. Không còn nhẫn thuật nào để sử dụng nữa sao? Tốc độ không còn, nhẫn thuật cũng không còn. Vậy thì ngươi đánh nhau để làm cái gì nữa hả, xá đô? Không ổn rồi, chakra của mình không còn nữa, phải chạy thôi. Chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày đêm trời nào đó, Kakashi. Hế? Ngươi nghĩ rằng ta dễ dàng để ngươi chạy trốn như vậy sao? Chạy đi đâu mà chậm vậy hả, xá đô? Bây giờ ngươi yếu lắm rồi. Không ổn rồi, nếu mình cứ đứng đây trông bọn nhóc như thế này thì đại ca mình có thể bị thằng Kakashi kia giết mất. Đại ca, hãy đợi em. Em sẽ lên và cố gắng hết sức để bảo vệ đại ca và giết thằng Kakashi đó. Sasuke, xem bọn chúng đi chưa? Sharingan ư? Hình như cặp mắt này mình đã thấy ở đâu đó một lần rồi thì phải. Đương cung rồi, Sado. Ở phía dưới ngươi là vực thẳm kia. Để mà nói thì một tên sát nhân giết người hàng loạt như ngươi mà giữ lại trong làng thì cũng chả để làm cái gì. Cho nên hôm nay ta sẽ báo thù cho tất cả những người đã bỏ mạng dưới tay nhà ngươi. Có giỏi thì lại đây và giết ta đi. Ta thách nhà ngươi đấy. Đã yếu còn thích ra gió sao?
vậy thì ta sẽ xử lý ngươi ngay luôn. Hả? Cái gì vậy? Lại là ngươi sao? Tránh đường ra để bọn ta giải quyết nào. Hả? Tại sao tốc độ của nó lại nhanh như thế này? Không thể nào. Chắc ta lại phải dùng thêm sức mạnh của Sharingan để giết tên lính của ngươi rồi, Sado. Này thằng kia, tránh đường đi. Chúng ta không thể đánh bại được thằng Kakashi đó đâu. Ta sẽ chết tại đây. Không được. Nghĩa vụ của em là phải bảo vệ đại ca. Em sẽ cố gắng hết sức để đánh nhau và giết hắn. Đại ca cứ chạy trốn đi. Ngươi nghĩ xung quanh hẻm núi này còn chỗ nào để đại ca ngươi có thể chạy trốn sao? Kakashi, tất cả những nhẫn thuật ngươi đang sử dụng cũng chỉ là copy từ người khác thôi. Nếu mà nhà ngươi không có Sharingan thì cũng chả là cái thứ gì đâu. Một thằng yếu đuối và đáng hổ thẹn như ngươi sẽ phải chết ngay tại đây. Bom khói. Hai thằng các ngươi chỉ biết sử dụng cái thuật bom khói cũ kỹ này sao? Ấy à, mặc dù tốc độ và cách đánh nhau của thằng này cũng khá đấy, nhưng mà còn rất chậm so với ta. Hãy xem đây. Ha! Cũng đau thật đấy. Nhưng mà hắn đã rơi xuống vực thật rồi sao? Không! Không thể nào! Không thể nào có chuyện này xảy ra được! À, Kakashi! Ngươi sẽ phải trả giá! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ sử dụng tất cả sức mạnh tối thượng của ta để giết ngươi, Kakashi! Thật vậy sao? Nếu được thì xin mời! Thằng như ngươi không xứng đáng được sống trong trận chiến này! Ta sẽ là người chiến thắng! Hãy xem tất cả những sức mạnh bộc phá của ta đây. Lại là sử dụng nhẫn thuật sức mạnh của bom khói sương mù này sao? Thôi được rồi, ta sẽ chơi với ngươi luôn. Trong trận chiến này có lẽ người đã thua cuộc rồi, Sado. Năng lực và chakra đã cạn kiệt. Nếu mà sử dụng tiếp, ngươi có thể bị tê cứng tất cả chân tay và bị liệt ngay tại chỗ đấy. Ta khuyên ngươi nên dừng lại đi, Sado. Nếu không thì chính bản thân ngươi sẽ tự giết chính ngươi. Đứng hòng lên mà dạy đời ta, Kakashi. Đã nói như vậy rồi vẫn còn tiếp tục lao lên sao? Thằng nhà ngươi cũng liều lĩnh thật đấy. Vậy thì ta chỉ cần cho ngươi một đòn thôi nhỉ, Sado. Hãy xem đây. Đó, ngươi đã thấy hậu quả của việc sử dụng quá lượng chakra trong ngươi chưa? Hãy biên lượng sức đi, Sado. Ngươi thua cuộc rồi. Không thể nào. Cơ thể của ta bị làm sao thế này? Không thể di chuyển nổi nữa. Dù sao đối với ta, ngươi cũng là một đối thủ khá mạnh. Thế nên có lẽ ta sẽ tha mạng cho ngươi. Không, không, hãy giết ta đi. Ta không cần sự cứu mạng từ ngươi, thằng khốn Kakashi. Lần này ta sẽ tha mạng cho nhà ngươi. Hãy tự nằm đây và suy nghĩ lại những gì mình đã làm đi. Còn lần sau mà nếu muốn đánh bại ta thì hãy luyện tập và quay trở lại với một năng lượng mạnh hơn nữa. Cho dù ngươi có nói gì thì ta cũng không bỏ vào tai đâu. Không biết thầy Kakashi sao rồi ta. Nếu mà bây giờ chúng ta lên thì cũng chỉ quấy rối thầy ấy thôi, chứ chả làm được trò sống gì đâu. Này Sasuke, cậu nghĩ thầy Kakashi sẽ vẫn ổn và quay trở về an toàn để dẫn chúng ta đi gặp lãnh chúa chứ? Việc ông thầy Kakashi quay trở lại đây là điều chắc chắn rồi. Hai tên sương mù đó không thể đánh bại được cặp mắt Sharingan đó đâu. Tôi chỉ đang nghĩ lại về nó thôi. Mọi người, thầy Kakashi đã quay trở về rồi kìa. Chắc chắn ông ấy đã giành chiến thắng rồi. Ủa, thật vậy sao? Vậy là chúng ta được đi gặp lãnh chúa để làm nhiệm vụ rồi. Bọn em ở đây thầy ơi. Không ngờ ông thầy Kakashi của mình khỏe thật đấy. Quá là ngầu luôn thầy ơi. Mọi việc thầy đã lo xong xuôi hết rồi. Các em ở đây vẫn ổn chứ? Tay chân có bị làm sao không? Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi một lúc rồi đi nha. Bọn em chỉ bị thương nhẹ thôi chứ không sao đâu thầy ơi. Ông thầy này quả là không tầm thường chút nào. Rồi, chắc bây giờ thầy cũng phải ngồi nghỉ ở đây một tí đi. Rồi tới gần sáng chúng ta đi luôn. Và những ngày đầu tiên đi làm nhiệm vụ của tôi nó trải qua một cách nhanh chóng như vậy đấy các bạn ạ. Bọn tôi đã vượt qua cây cầu sương mù này và tới khu của lãnh chúa. Sau khi làm nhiệm vụ thì bọn tôi chắc chắn sẽ về nhà và nhận được tiền đi ăn mì ramen. Nhưng mà công nhận thầy Kakashi quả thật là một người rất khỏe. Nhưng mà dù sao tôi cũng nên luyện tập để trở thành một shinobi giống như thầy. Chúng ta đã được quay trở lại làng rồi. Cuối cùng sau bao ngày mệt mỏi, mình đã được quay trở lại ngôi làng thân yêu. Trời ơi, hay quá. Ngài Hokage đã đứng trước mặt để chuẩn bị trao thưởng, đưa tiền cho chúng ta rồi. Hoàn thành nhiệm vụ.
May quá, Kakashi cả đội đã về rồi sao? Ta cứ tưởng đi trên đường có việc gì mà mất tới tận 3 ngày. Quả thật, ngài nên xem xét lại về những nhiệm vụ cấp D, thưa ngài Hokage. Bọn tôi trên đường đã gặp những tên sát nhân làng sương mù, nhưng mà không sao, bọn nó trong tầm kiểm soát của tôi rồi. May mà có cậu đấy Kakashi, ta sẽ xem xét lại về tất cả các nhiệm vụ sau. À, nhân tiện ta cũng muốn thông báo luôn, sang tháng sau thì sẽ có một cuộc thi Chuin được tổ chức ở làng chúng ta, và có sự góp mặt của ngài Keisuke. Thì đội của Kakashi không biết là có muốn tham gia không? Ui, tưởng kỳ thi gì tham gia luôn chứ. Nhưng mà thầy Kakashi ơi, cho em hỏi tí, Keisuke là cái gì ạ? Thằng nhóc này toán hỏi mấy câu vớ vẩn. Ngài Keisuke cũng có nghĩa là người đứng đầu làng, nhưng mà của làng cát. Cũng giống như ngài Hokage đang đứng trước mặt chúng ta đấy, R.A.V. Hoặc là nếu mà không biết thì gọi là Hokage làng cát cho nó nhanh. Đúng là R.A.V. Thế Kakashi, cậu nghĩ thế nào về việc cho đội đi tham gia kỳ thi Chuin lần này? Đây là một kỳ thi dành cho tất cả các ninja khỏe mạnh ở trong các làng. Tôi chưa chắc bọn nhỏ này đủ sức để đi tham gia đâu. Tận một tháng nữa mới bắt đầu cơ mà. Chắc là tôi phải cho bọn nó luyện tập rồi báo lại cho ngài sau. Cái gì? Kỳ thi Chuin là các làng đều tham gia hết à thầy? Em tưởng chỉ làng lá thôi chứ. Đúng vậy, ta nghĩ là đội các em nên chắc chắn hơn về việc này. Có thể là để sang năm rồi thi cũng được. Một năm sẽ chỉ tổ chức một lần thôi, bởi vì trong các làng khác có rất nhiều những ninja tài giỏi mà không thể biết trước được. Còn bây giờ tiền thưởng hoàn thành nhiệm vụ đây, các em hãy cầm lấy rồi đi về nhà đi ngủ đi. Hôm nay chúng ta cũng mệt rồi. Dạ vâng, em về đây. Hôm nay đúng là mệt mỏi thật đấy, nhưng mà về làng chúng ta là sướng rồi. Chắc chắn là mình sẽ phải luyện tập để tham gia cuộc thi lần này. Luyện tập, luyện tập, luyện tập. Lên chui nào. Lâu không qua làng cát, nhìn nó cũng chả thay đổi tí nào nhỉ. Một ngôi làng có khá nhiều những chiến binh mạnh mẽ. Mọi việc sẽ bắt đầu vào tối nay nha. Chúng ta sẽ qua thẳng căn phòng của Kazekage. Ngài nghĩ ám sát Kazekage nó đơn giản như vậy sao? Chúng ta sẽ cần chuẩn bị rất kỹ lưỡng đấy. Thằng Kazekage này cũng có mối thù với làng lá. Thế thì dễ rồi. Với khả năng ứng biến rất nhiều năm nay thì nó cũng tin tưởng ta lắm. Việc dụ dỗ chỉ là vấn đề đơn giản thôi. Cứ chờ đợi tới trời tối đi. Lát nữa ta sẽ sắp xếp một đội quân riêng để chiêu đãi người đấy, Kazekage. Mãi mới được một hôm dậy sớm để đi tập luyện. Tuyệt vời, không khí trong lành thật đấy. Nhưng mà trước khi đi làm nhiệm vụ, có lẽ là mình phải ghé tạm vào quán mì ramen cái đã. Hôm qua hoàn thành nhiệm vụ cũng được ngài Hokage thưởng khá là nhiều tiền. Chắc là mình phải ăn sập cả quán thôi. Lát nữa mình nên tập luyện chiêu gì ta? Ủa? Tiếng động gì vậy? Mới sáng sớm đầu ngày sao cứ có cái tiếng gì nó bùm bùm thế nhở? Sasuke à? Úi dồi ôi, tưởng ai? Sao tập luyện sớm thế trời ơi? Này Sasuke, đi ăn mì ramen không? Tôi chưa ăn sáng gì, đói quá. Lo tập luyện đi, ăn uống cái gì? Một tháng nữa là tới kỳ thi Chunin rồi đấy. Thôi đi ăn đi, lát nữa tôi với cậu cùng tập luyện cũng được. Hai người tập thì tốt hơn một người là chắc chắn rồi. Thế cũng được, nhưng mà đừng có ngủ ngay trong lúc luyện tập đấy nhá. Trời ơi, ngủ ngay cái gì? Hôm qua mới đi làm nhiệm vụ về ngủ sớm lắm rồi, yên tâm. Hôm nay không thấy dậy sớm như thế này đấy à? Đi thêm một đoạn nữa là tới quán mì ramen rồi. Hình như là Sakura kìa. Ê, Sakura ơi, đang đi đâu đấy? Trời ơi, tình cờ thế. Ủa, hai cậu đi đâu đấy? Tôi đang định đi vào
rừng để luyện tập đây. Ờ, thế đi cùng bọn tôi luôn cũng được, nhưng mà đi ăn trước rồi đi luyện tập nhóm sau nhá, chứ Sasuke đói lắm rồi. Ok, thấy cũng được, đi tập nhóm cho nó vui. Thế bây giờ chúng ta ăn ở đâu? Cứ đi đi rồi sẽ biết, tôi sẽ dẫn hai cậu ra món ăn ngon nhất trong cái làng này. Một món ăn mà ai cũng phải mê luôn, cứ yên tâm. Ngon quá. Đấy, thấy chưa, tôi đã bảo ngon rồi mà, ăn mì thế này là ngon nhất rồi. Nghe nói kỳ thi Chunin tổ chức ở đây sao? Một ngôi làng gì mà nhìn trông nhỏ bé và cũ kỹ vậy nhỉ? Không biết là những người trong làng này như thế nào đây? Hả? Đây là ngôi làng mà ngài Kazekage thông báo cho chúng ta về kỳ thi Chunin sắp tới sao? Nhìn trông nó xấu xí vậy nhỉ? Chắc là những người ở đây cũng yếu lắm. Dù có yếu hay mạnh thì cũng không bao giờ có thể đánh bại được đội chúng ta đâu. Nhìn kỹ thì cái làng này cũng có vài nét khá hay đấy chứ. Chúng ta thử đi một vòng xem sao. Một buổi sáng quá đẹp trời. Ủa? Những tên này là ai vậy? Không biết mấy thằng nhóc này như thế nào nhưng nhìn bọn chúng thật kỳ dị. Nguồn sát khí ở đâu mà lớn quá. Tại sao cái làng này vào buổi sáng sớm không có một bóng người nào nhỉ? Đúng là một ngôi làng nhạt nhẽo. Thôi về đi mọi người, chán quá. Cái gì vậy? Mấy thằng nhóc này chạy kiểu gì đấy? Dạ, bọn em mải chơi đùa nên không nhìn, xin lỗi anh nhá. Mày tưởng xin lỗi là xong sao mấy thằng nhóc? Bắt mấy thằng nhóc này về làng cá chơi chắc cũng vui lắm đây. Không, anh trả lỗi cho em anh ơi. Đi ăn vui quá. Rồi, bây giờ chúng ta đi tập luyện được rồi mọi người ơi. Nhanh nào, muộn rồi. Hả? Ở đây trước có gì vậy? Tại sao nhìn mặt mũi mấy tên kia trông lạ vậy ta? Hình như bọn chúng đang tính bắt nạt mấy đứa trẻ kia thì phải. Đúng rồi, có hai đứa trẻ đằng kia đang bị bắt nạt kia. Thế là chúng ta phải làm thế nào hả mọi người? Chạy ra đánh nhau với bọn nó luôn à? Ơ kìa, Sasuke, từ từ khoan đã, trời ơi. Mấy thằng trong dân làng này nhìn yếu đuối thật đấy, chả mạnh mẽ gì cả. Thằng nào thế này? Này, thằng kia, tránh ra để ta xử hai thằng nhóc đó nào. Hay là mày muốn chết chung sao? Thằng đầu trâu mặt ngựa nhà ngươi tưởng bắt nạt trẻ con như thế này là hay lắm sao? Nếu mà ngươi ở đâu tới đây thì quay trở về làng của mình đi. Thằng nhóc này nghĩ nó là ai mà dám lên giọng với chúng ta thế nhỉ? Chắc chắn là ta sẽ phải giết mày. Chết rồi, tại sao lại manh động như vậy hả Sasuke? Chúng ta đã bàn cái gì đâu? Bọn mày tưởng đến đây làm loạn rồi nghĩ mình ngầu lắm sao? Vậy thì thử lao vào đây đánh ta xem nào. Được rồi, vậy thì ta sẽ cho ngươi xem sức mạnh của ta. Có chuyện gì vậy Garoa? Tại sao lại đánh tôi? Hôm nay chúng ta tới đây không phải để làm loạn. Nếu ngươi muốn giải quyết thằng nhóc này thì hãy đợi tới kỳ thi Chunin đi. Việc ngươi chấp mấy con tép diêu trong cái làng này khiến ta cảm thấy bực bội rồi đấy. Đi thôi. Chán thế à trời. Đang định xử đệ mấy thằng này mà để bọn nó lên mặt quá. Không biết tên tóc đỏ kia là ai mà nhìn trông cũng đáng sợ phết nhỉ. Lại thêm một gã không tầm thường. Nhìn thế thôi nhưng mà sức mạnh của hắn rất bí ẩn. Còn thằng kia nếu lần sau mà gặp lại ta thì chắc chắn ta sẽ không tha mạng cho ngươi đâu. Hết việc rồi, đi thôi. Tại sao càng ngày càng xuất hiện nhiều tên bí ẩn vậy ta? Thôi được rồi, không sao đâu, mọi chuyện vẫn ổn chứ các em. Lần sau mà có nô đùa chạy nhảy thì nhớ để ý đường vào nhà. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Lần sau bọn em sẽ chú ý hơn. Ok, không sao đâu, bây giờ chúng ta đi luyện tập thôi mọi người. Đến nơi rồi. Công nhận là khu này nhìn trông cũng vẫn đẹp đẽ như và sáng sủa như xưa đấy chứ nhỉ. Để tránh nghi ngờ, ta sẽ vào nói chuyện với thằng Kazekage đó như bình thường. Ngươi không cần phải lên tiếng gì đâu. Ngài yên tâm, diễn kịch là nghề của tôi rồi mà. Ngài đã quên rằng tôi là gián điệp của bọn làng lá sao? Dù sao thì ta cũng phải nhặng người trước.
Thằng Kazekage này là một kẻ cũng khá hiểm ác đấy. Nó không dễ lừa như chúng ta tưởng đâu. Giờ thì vào thôi. Hả? Hai người là ai? Từ đâu tới đây vậy? Đã có hẹn trước với ngài Kazekage chưa? Ta cứ thích chạy vào đấy có làm sao không? Việc gì phải hẹn Kazekage? Hãy nhìn kỹ xem mặt ta là mặt ai đây. Này đây ông ơi, hình như đây là ngài Orochimaru đây. Đây là bạn của ngài Kazekage. Hả? Cái gì? Đây là ngài Orochimaru sao? Ôi, thôi chết rồi. Em xin lỗi ngài Orochimaru. Bọn em có mắt như mù, em xin lỗi ngài ạ. May mắn cho người, hôm nay là ngày vui của ta đấy. Dạo này khỏe không ngài Kazekage? Hả? Là Orochimaru sao? Làm gì mà tới đây đêm hôm muộn thế này? Nghe nói dạo này mọi thứ yên bình quá nhỉ? Thế kế hoạch xâm chiếm làng lá của ngài sao rồi? Tại sao đột nhiên nhà ngươi lại nhắc tới việc đó vậy? Ta đã từ bỏ kế hoạch đó rất lâu rồi. Nếu tới đây không có việc gì thì đi về đi. Sắp tới ta còn phải chuẩn bị kỳ thi Chunin với Hokage làng lá nữa. Từ bỏ ư? Vậy ngài có muốn tôi giúp ngài không? Sức nhà ngươi thì giúp được ta cái gì cơ chứ? Bên làng lá có rất nhiều ninja khỏe mạnh, mặc dù tên Hokage đó cũng già rồi. Vậy thì ngài không biết thời gian vài năm qua tôi đã học được nhiều cấm thuật như thế nào rồi. Và đồng thời tôi cũng đã sở hữu được một đội quân cho riêng mình cực kỳ mạnh. Cái gì? Học cấm thuật sao? Có phải ta đang nghe nhầm không, Orochimaru? Người tự ý đánh cắp quyển sách cấm thuật từ làng nào vậy? Không chỉ đơn giản là đánh cắp cấm thuật đâu, mà tôi còn vừa chế ra rất nhiều những cấm thuật cho riêng bản thân mình nữa, ngài Kazekage. Orochimaru, nhà ngươi là một kẻ thật nguy hiểm. Vậy nếu ngài đồng ý hợp tác cùng tôi để đánh làng lá thì hãy đi theo tôi. Tôi sẽ cho ngài xem một số thứ bất ngờ và tôi cũng sẽ kể cho ngài tất cả những kế hoạch mà tôi chuẩn bị. Tới nơi rồi đấy, ngài Kazekage. Bây giờ tôi sẽ kể cho ngài nhé. Xâm chiếm làng lá người nghĩ nó dễ như ăn kẹo vậy sao? Được rồi, cứ nói cho ta nghe về tất cả những kế hoạch mà người đang chuẩn bị đi. Nếu ta thấy hợp lý, ta sẽ cùng người hợp tác. Còn nếu không, ta sẽ đi về đấy. Được rồi, kế hoạch xâm chiếm làng lá Bước 1, tôi sẽ giết ngài Kazekage. Cái gì? Orochimaru, chuyện này là như thế nào hả? Người dám lừa ta sao? Orochimaru, người dám lừa ta sao? Chuyện này là như thế nào hả? Lúc nãy người mới nói rằng chúng ta sẽ cùng hợp tác đi xâm chiếm làng lá cơ mà. Ngài nghĩ tôi muốn hợp tác với ngài sao, Kazekage? Vậy thì ngài quá ngây thơ rồi. Người nghĩ rằng một mình ngươi hiện tại có thể đánh bại nổi ta sao? Cái gì? Có lẽ nào chuyện này là được sắp đặt sao? Ta nhất định sẽ không tha mạng cho nhà ngươi, Orochimaru. Nếu bây giờ giết ta thì nhà ngươi cũng không thể yên ổn đâu. Trước sau gì ngươi cũng sẽ bị quả báo thôi. Thật vậy sao? Ai có thể quả báo nổi ta? Hả? Kazekage. Và cuối cùng, sau bao công sức luyện tập thì một tháng đã trôi qua một cách rất nhanh chóng. Và ngày hôm nay chính là ngày tổ chức kỳ thi Chunin vòng đầu của tôi. Có thể bạn nào chưa biết thì vòng đầu ở trong kỳ thi Chunin này chính là vòng làm bài kiểm tra. Trong kỳ thi này có rất nhiều các ninja từ làng khác tới đây, và họ cũng được chia làm các lớp khác nhau rất đông. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với câu chuyện sau khi tôi vượt qua vòng 1 của kỳ thi nha. Không biết Sasuke với cả Sakura chạy đi đâu rồi ta? Người thì bảo đi mua nước mãi chưa về, người thì tự nhiên mất tích luôn. Trời ơi, chả thấy họ ở ngoài này luôn, lại phải mất công đi tìm rồi. Mà công nhận làng chúng ta hôm nay đông đúc thật đấy, rất nhiều ninja từ các làng khác tới đây để đi thi. Không biết là họ có đỗ hết không ta? Chắc là chỉ có những người thông minh tài giỏi như mình mới vượt qua được vòng 1 thôi. Hai người kia đi đâu rồi ta? Chạy mãi chả thấy đâu thế này. À đây rồi, Sasuke ơi. Này Sasuke, nãy bảo đi mua nước mà chạy đi đâu thế? Tôi tìm cậu nãy giờ rồi đây này. Cậu mới là người chạy lung tung đấy. Tôi và Sakura đã hẹn cậu ở cổng trường, bọn tôi sẽ quay lại ngay cơ mà. Thôi chết, tôi quên mất. Thế Sakura đâu rồi?
Thằng nhóc phiền phức này đúng là chả bao giờ khá lên được. Sakura kia rồi. Mày quá, tí thì chết. À đây rồi, Sakura đây rồi. Cậu chạy lung tung đi đâu thế hả Raph? Bọn tôi tìm cậu nãy giờ ở quanh khu cổng trường chỗ thi đấy. Tôi quên, xin lỗi gì mà căng. Nhưng mà quan trọng hôm nay chúng ta đã vượt qua kỳ thi Chunin vòng 1 rồi. Tuyệt vời. Cũng may mắn hôm nay thằng ngốc như cậu khiến cho ông thầy đấy cảm thấy thích lớp mình. Hét hét vài câu thôi cho đỗ luôn, chả hiểu. Nghe nói sáng sớm ngày mai tất cả những ai vượt qua kỳ thi sẽ phải đến căn phòng của ngài Hokage. Hình như là để nghe thể lệ về vòng thi thứ hai hay sao ấy. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đi về nhà đi. Trời đất ơi, muộn mất rồi. Tại sao thằng Sasuke với cả Sakura không qua nhà để gọi mình dậy ta? Tầm giờ này thì mọi người đi thi hết rồi còn đâu. Đâu rồi? À đây rồi, ôi giời ơi, mày quá. Em chào ngài Hokage và mọi người nhá. Em xin lỗi vừa nãy em bị tiêu chảy ngoài đường nên là em phải về nhà đi ỉa ngài ạ. Rồi à về, ta tưởng em không đến, ta đang định loại em ra khỏi kỳ thi đây. Không đến là đến thế nào được, ngài buồn cười nhỉ. Thôi được rồi, bây giờ em có thể vào hàng được chưa? Thế bây giờ thể lệ chúng ta là gì à, thưa ngài? Thôi được rồi, bây giờ đủ người rồi thì em vào hàng đi. Bây giờ ta sẽ thông báo về thể lệ cuộc thi vòng 2 của kỳ thi Chunin năm nay. Đúng là trứng đào thật đấy. Đứng dưới nhà gọi mãi thì có chịu dậy đâu. Thằng nhóc này cũng thú vị đấy chứ. Dạ vâng vâng, mày quá, ngài cứ yên tâm, em đã sẵn sàng cho vòng 2 của kỳ thi này rồi. Rồi, và chúc mừng các em đã vượt qua vòng 1 của kỳ thi Chunin. Và hiện tại tất cả những người đang đứng ở đây có thể được tham gia vòng 2. Vòng 2 của kỳ thi sẽ được bắt đầu vào sáng mai tại đấu trường Chunin. Lát nữa ta sẽ gửi địa chỉ cho các em. Thể lệ cuộc thi đó chính là 1-1. Bất kỳ ai gục ngã trước đối thủ sẽ bị loại ngay lập tức. Và những ai chiến thắng sẽ được bước tới vòng 3. Và lưu ý rằng trong cuộc thi các em không được phép sử dụng những thuật có thể giết chết đối thủ. Còn nếu không thì sẽ bị loại ngay lập tức và mãi mãi không bao giờ có thể được đi thi. Hè, 1-1 sao? Không biết là mình sẽ phải đấu với tên nhãi danh nào đây. Ngày càng thẳng thế ta. Không biết là mình có được đấu với tên Sasuke đáng ghét kia không. Được rồi, sáng ngày mai các em nhớ tập trung tại địa điểm thi nha. Còn bây giờ thể lệ cuộc thi đã xong, mọi người có thể đi về được rồi. Chúc các em luyện tập và mai thi cho tốt. Vâng, thưa ngài Hokage, bọn em đi về đây. Cố lên nào mọi người, chúng ta đã luyện tập rất nhiều trong một tháng qua để tới với kỳ thi Chunin này rồi. À, thầy Kakashi đấy. Chào thầy Kakashi, thầy tới đây để đón bọn em đúng không? Hôm qua ta nghe nói các em tất cả đã vượt qua vòng 1 của kỳ thi. Chúc mừng, hôm nay ta sẽ dẫn các em đi ăn nha. Tuyệt vời, yeah, cuối cùng cũng được thầy Kakashi dẫn đi ăn rồi. Thầy cho bọn em đi ăn mì ramen ngay lập tức đi. Ok ạ, có chuyện gì vậy hai người? What? Hình như có ai hẹn lên tìm cậu kìa Sasuke. Hả? Ai vậy? À, một tên nhóc trong kỳ thi Chunin, nó tìm Sasuke để làm gì vậy ta? Xin chào mọi người, tôi tên là Rock Lee. Sasuke, hãy đấu với tôi đi. Tôi nghe nói bên tộc Uchiha mạnh lắm sao, tôi muốn được thử sức với cậu. Hả? Cậu là ai? Tôi có quen biết cậu đâu. Tại sao tôi lại phải đấu với cậu nhỉ? Bọn tôi bây giờ bận mất rồi. Thôi thôi thôi, hôm nay cậu đi ra chỗ khác rủ người khác đi. Bọn tôi bây giờ bận đi ăn mì ramen mất rồi. Ơ kìa, lại thêm gã nào nữa đây? Kakashi, nhớ tôi không? Đó là ba lũ học sinh của cậu được vào vòng 2 sao? Tại sao ở đâu cũng gặp tên này vậy nhỉ? Giới thiệu với các em, đây là đối thủ cũ của thầy và cũng là bạn thầy luôn. Cái gì? Thầy Kakashi trông ngầu như thế này mà là bạn của tên già hoắc xấu xí đó sao? Này tên tóc vàng kia, không được nói láo với thầy tôi. Còn Sasuke, cậu hãy đấu với tôi đi. Thôi được rồi, tôi cũng khá tò mò để xem sức lực cậu đến đâu nào. My guy, bầu học trò của cậu nhớ đánh hết sức nha. Sasuke của bên tôi khỏe lắm đấy. Được rồi Kakashi, cho tụi nhỏ thử sức với nhau một tí cũng được. Chúng ta sẽ đi ra khu sân tập nha mọi người. Nếu mà đánh nhau ở đây chắc chắn là mọi người sẽ bị làm phiền đấy. Đi thôi. Trời đất ơi, tại sao lại xuất hiện tên lông mày sâu gióm này cơ chứ? Hỏng hết cả kế hoạch đi ăn mì ramen rồi. Hai người có đánh nhau cái gì thì nhanh lên hộ cái nhá, để thầy Kakashi còn dẫn tôi đi ăn nữa. Trời ơi, chỗ này cũng rộng phết đấy chứ nhỉ. Tới nơi rồi mọi người, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nha Sasuke. Tôi háo hức lắm rồi. Kakashi, bảo học trò của cậu nhớ đánh hết sức nha. Học trò cưng của tôi khỏe lắm đấy. Được rồi, bắt đầu thôi.
Cậu ta di chuyển cũng khá nhanh đấy chứ. Cố lên Sasuke, đánh bại tên lông mày sâu róm đó đi. Yes, cuối cùng mình cũng được đánh với một người trong tộc Uchiha rồi. Lên đi Sasuke. Thằng nhóc này có vẻ khá tự tin. Hả? Nó đỡ rồi. Nóng người chưa Sasuke? Cậu thấy thể thuật của tôi như thế nào? Tên nhóc này quả thật không tầm thường, mới phải cẩn thận mới được. Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không ổn rồi, tốc độ của thằng nhóc này nhanh quá. Vậy thì mình phải sử dụng tới nó rồi. Sharingan! Cái gì? Có lẽ nào Sasuke đã sở hữu được Sharingan rồi sao? Học trò của cậu khá đấy Kakashi. Đã sở hữu được Sharingan trong lúc luyện tập sao? Trời ơi, chuyện này là sao hả thầy Kakashi? Tại sao Sasuke lại có Sharingan từ bao giờ thế kia? Có thể mọi người chưa biết Sasuke đã sở hữu được Sharingan từ rất lâu rồi. Nhưng bằng vì một lý do gì đấy, cậu bé đã không biết sử dụng nó. Một tháng trước, trong lúc luyện tập, thầy đã cảm nhận được nguồn năng lượng Sharingan nằm trong cơ thể Sasuke. Chính vì vậy, từ đó tới giờ, thầy chỉ giúp Sasuke đánh thức được năng lực và kiểm soát được sức mạnh Sharingan thôi. Không được rồi, mặc dù mình đã mạnh lên thật đấy, nhưng mà thể thuật của cậu ta mình vẫn không thể nhìn ra được. Cậu đấu hay lắm Sasuke, hôm nay dừng ở đây được rồi. Đúng rồi đấy, nghỉ ngơi đi về ăn thôi mọi người ơi, sáng mai còn tới kỳ thi Chunin vòng 2 nào. Không thể tin được, tại sao bọn họ lại khỏe như vậy nhỉ? Trời ơi, kiểu này thì làm sao mà mình bắt kịp được đây? Tuyệt vời, cuối cùng cũng tới kỳ thi Chunin vòng 2 rồi. Nhất định hôm nay mình sẽ phải đánh hết sức mình. Ui, không biết có phải tòa nhà kia không ta? Cũng may hôm qua ngủ sớm để ngày hôm nay có sức đi đánh nhau. Chứ không là bây giờ chắc là mình vẫn đang trên giường ngủ mất. Trời ơi, thầy Kakashi ơi, khu này rộng rãi vậy. Wow, hình như chúng ta là đội tới sớm nhất thì phải. Quanh đây vắng bóng người thế, chả có ai luôn. Trong kỳ thi nào cũng vậy thôi, chúng ta nên tới sớm để đầu óc được thư giãn và thoải mái. Thầy giáo Kakashi chu đáo quá nhỉ, dẫn cả các em đi thi luôn. Chào ngài Hokage nha. Kakashi, cậu đã đến rồi sao? Nhưng mà rất tiếc, bọn tôi tới sớm hơn rồi. Cuối cùng cũng tới kỳ thi Chunin. Hôm nay mình sẽ phải cố gắng hết sức mới được. Mình sẽ đánh bại tất cả đối thủ ở đây và vào vòng 3. Nó không dễ như cậu nghĩ đâu rồi AV. May mắn lắm chúng ta mới qua được vòng 1 mà bây giờ đã chủ quan rồi sao? Hôm nay sẽ là một trận đấu rất căng thẳng đây. Tôi lo cho tụi nhỏ quá. Bọn chúng chỉ mới luyện tập được hơn 1 tháng thôi đã phải đi thi rồi. Không biết là đây có phải quyết định đúng đắn không? Cứ yên tâm đi Kakashi. Năm nay mà chưa thi được thì năm sau quay lại cũng chưa muộn đâu. Hãy xem Rock Lee và nhóm của tôi biểu diễn nhé. Sức mạnh của những ninja làng khác chúng ta không thể lường trước được đâu. Cứ để xem bọn nhỏ biểu diễn xem như thế nào đã. Được rồi, chào mừng các em đã tới với kỳ thi Chunin vòng thứ 2. Nếu chiến thắng vòng này, các em có thể vào thẳng vòng 3. Thể lệ của kỳ thi Chunin năm nay đó chính là 1-1. Các em sẽ được chọn ra ngẫu nhiên để đấu với một bạn nào đó. Như ta đã nói ngày hôm qua, nếu các em giết đối thủ của mình thì chắc chắn sẽ không bao giờ được đi thi nữa.
Còn nếu các em bỏ cuộc hoặc thua cuộc thì có thể quay lại vào năm sau cũng được. Thế nên hy vọng mọi người sẽ cố gắng hết sức và nhớ rõ cái luật này. Đúng là một kỳ thi thú vị nhỉ. Chúng ta sẽ cùng cố gắng vào vòng 3 nha. Sẽ có sự góp mặt của ngài Kazekage đấy. Ta cũng không quan tâm. Có vẻ như chưa ai biết về cái chết của Kazekage. Chuyện này ổn thỏa rồi. Cho dù đối thủ mình có là ai thì chắc chắn mình sẽ đánh bại hắn một cách dễ dàng mà thôi. Được rồi, bây giờ ta sẽ bắt đầu đọc những tên trong danh sách và chúng ta sẽ thi luôn nha. Mời hai thí sinh đầu tiên có tên trong danh sách nhảy xuống để đi thi. Rockly và Gaara. Hey, thì đầu tiên sao? Thôi được rồi, dù sao mình cũng đã luyện tập rất nhiều ngày hôm qua. Mình sẽ cố gắng hết sức. Mở màn đầu tiên sao? Cố lên nào, Rockly. Hãy cho họ biết thế nào là sức mạnh của chúng ta đi. He he he. Tôi thì không nghĩ vậy đâu. Mặc dù đây là trận mở màn nhưng mà tôi nghĩ nó sẽ rất căng thẳng đấy. Thằng bé bên làng cát kia nhìn trông rất quen. Có lẽ nào đó là... Được rồi, bắt đầu thôi. Đối thủ đầu tiên của mình đâu rồi? Không lẽ hắn ta đã sợ rồi sao? He he. Được rồi, Rockly và Gaara, hãy vận động cơ thể đi. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu trận đấu sau ít phút. Này Sasuke, Sakura, hình như đó có phải là tên mà hôm trước ra làng chúng ta đi bắt nạt bọn trẻ nhỏ không? Rockly, hãy trừng trị tên đó đi. Hãy đánh nó không dạ gì cho tôi. Tên đó là một tên rất đáng ghét đấy. Tình hình là trận chiến này không chỉ căng thẳng đâu, mà nó còn nguy hiểm cho Rockly nữa. Được rồi, có vẻ như không ai cần vận động thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nha. Trận đấu Chunin vòng 2 xin chính thức bắt đầu. Sao bạc tên kia nhìn trông đần thối vậy ta? Chắc là chưa tỉnh ngủ phải không? Vậy thì để ta giúp nha. Cái gì vậy? Tại sao hắn lại có một lớp cát để bảo vệ thế kia? Trời đất ơi! Tại sao tên Gaara kia không đánh nhau mà cứ đứng im vậy ta? Thế thôi sao? Không ổn rồi. Nếu cứ như thế này mình sẽ mất hết sức mất. Thầy Gai ơi, em có thể sử dụng nó được chưa? Tên này em thấy mạnh quá. Đuối rồi sao Rockly? Thôi được rồi, ta cho phép đấy. Thật hả thầy? Yes. Vậy là cuối cùng mình cũng có thể bỏ nó ra rồi. He he, người sẽ chết với ta, Gaara. Nhưng mà chỉ lần này thôi nhớ, em không nên áp dụng nó đâu. Dạ vâng, cảm ơn thầy Gai. Em chỉ sử dụng nó một lần này thôi. Em bỏ nó ra ngay bây giờ đây. Ơ kìa, cái gì vậy? Có lẽ nào hắn đeo theo một cục tạ và để ở chân sao? Tốc độ của hắn sẽ như thế nào đây? Phương pháp luyện tập hay phết nhỉ, My Guy. Cậu cũng có thể luyện tập cho bọn học sinh bằng cách này đấy. Thầy Jutsu của bọn chúng sẽ đi lên rất nhanh. Tuyệt vời, bỏ cái này nhẹ hẳn ra luôn. Từ nãy tới giờ Rockly đánh nhau bằng cách đeo cục tạ trên chân sao? Tốc độ bây giờ của cậu ta đã nhanh lên một cách vượt bậc. Thằng này nghĩ chạy nhanh lên một chút là có thể làm khó được Gaara sao? Chỉ có thế thôi sao? Cái gì?
Có lẽ nào đó chính là một lớp áo giáp cát sao? Không thể nào. Gara không bao giờ có thể bị trọng thương. Không chỉ được bảo vệ bởi cát đâu, Gara có một lớp chống chịu cát rất là kinh khủng. Trời đất ơi, thế thì làm sao tên Rock Lee có thể đánh bại được thằng Gara này đây? Nhanh thật, phản xạ và tốc độ của Rock Lee quả là hơn những người bình thường. Dù Rock Lee có vẻ đang nhỉnh hơn nhưng mà tôi vẫn thấy lo ngại về tên kia quá. Cảm giác như đang chơi đùa với một con thỏ vậy. Đánh mãi thì thằng Gara nó có si nhê gì đâu à trời. Cũng may là bọn chúng không biết điểm yếu của lớp áo giáp cát này, đó chính là tốn rất nhiều chakra. Nếu Gara không kết thúc nhanh thằng nhóc đó thì có thể Gara sẽ thua mất. Bão cát! Cái gì vậy? Mình bị ngạt thở trong cát rồi, không thể di chuyển nổi thế này. Tay chân của mình. Nhà người cũng nhanh đấy, nhưng mà không thể chạy nổi trong bão cát đâu. Không! Kết thúc rồi. Đừng có hòng, Gara! Ôi không, hình như Rock Lee đang chuẩn bị tính sử dụng sức mạnh của cổng thế giới thứ tư. Dừng lại đi Rock Lee, đây chỉ là một kỳ thi thôi. Mở khóa sức mạnh cổng thế giới thứ tư. Cái gì? Muốn sức mạnh nào thế này? Trời ơi! Người sẽ thua cuộc tôi, Gara. Ta sẽ đánh bại người một cách dễ dàng bằng sức mạnh này. Không còn cách nào khác, mình phải kết thúc thằng đó nhanh thôi. Hả? Sức mạnh gì vậy? Tốc độ nhanh vậy ta. Trời ơi, mình không thấy một cái gì cả, hắn ta biến mất rồi. Không thể tin được, Rock Lee quả thật là một người rất khỏe. Tệ rồi, Gara sẽ làm gì đây? Muộn rồi, nếu dùng sức mạnh này quá lâu thì cơ bắp của Rock Lee sẽ bị nứt ra hết mất. Cái gì? Vậy là nó có điểm yếu sao? Đánh nhau đủ rồi đấy. Cơ bắp của mình đang rất đau mỏi. Mình phải mau chóng kết thúc chuyện này thôi. Nếu không sử dụng trạng thái này quá lâu thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ có thể chiến đấu được nữa đâu. Ta sẽ kết thúc ngươi. Không buồn rồi, Rock Lee! Mình không thể chịu nổi nữa rồi! Không! Mình đã mất tất cả sức mạnh rồi! Tay chân của mình không thể di chuyển nổi nữa! Tên khốn! Người đã đánh ta mất hết chakra rồi! Cái gì? Có lẽ nào từ nãy giờ mình không thể đánh trọng thương hắn một phát nào sao? Tên này lợi hại quá. Kết thúc rồi. Quan tài cát. Không. Gara, giữ lại.
Nguy rồi, có lẽ nào Gaara định giết Rockly luôn sao? Không ổn rồi, Mai Kai. Ta sẽ thả ngươi xuống, sau đó kết liễu ngươi luôn. Không! Dừng lại đi Gaara, ngươi tính phạm luật sao? Nếu giết đối thủ, ngươi có thể không bao giờ được đi thi nữa đâu. Ngài Hokage, xin hãy cho trận đấu này dừng lại đi. Được rồi. Và phần thắng trong vòng đấu đầu tiên này sẽ thuộc về Gaara, tới từ làng Cát. Và Gaara sẽ là người bước tiếp vào vòng trong. Còn bây giờ, chúng ta sẽ nghỉ ngơi sau ít phút để bắt đầu cuộc thi tiếp theo. Chúc mọi người may mắn. Không ai có thể đánh bại nổi Gaara đâu. Chắc là mình phải tìm chỗ nào để đi đái cái thôi, tự nhiên mót tè thế nhỉ. Ui, chán thế. Cậu đi đâu đấy Sasuke? Cơ hội đây rồi. Tè phát phê quá. Đúng là giỏi thoát nỗi buồn. Người là ai? Chào Sasuke, ta có vài việc cần trao đổi với người đây. Tại sao lại theo chân ta? Chúng ta có thể nói chuyện ở trong kia cũng được mà. Bọn ta nghe nói người đang có mục đích để trả thù ai đó đúng không? Chuyện đó thì có liên quan gì tới người cơ chứ? Thôi tránh đường đi, để ta còn vào chuẩn bị đi thi nào. Hai bọn ngươi là ai? Tại sao lại đi theo sau lưng ta để làm gì? Muốn đánh nhau phải không? Để thực hiện mục đích trả thù của mình, ngươi cần có một sức mạnh rất là tối thượng. Và ngài Orochimaru đây có thể giúp ngươi. Chào Sasuke. Này, nếu cứ theo chân bọn làng lá như thế này, ngươi sẽ không bao giờ có thể mạnh mẽ lên đầu. Ngươi thì có thể giúp ta được cái gì cơ chứ? Thôi biến ra đi, hãy về làm việc cho ta đi. Ngươi sẽ có sức mạnh như mình mong muốn. Thằng rắn xấu xí như ngươi thì bàn cho ta được cái sức mạnh gì? Bọn ngươi chả hiểu gì với ta đâu. Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ bàn cho ngươi một ít sức mạnh. Nếu thấy chưa đủ thì hãy đi tìm ta, và ngươi có thể có nhiều hơn. Mục đích của ngươi là trả thù đúng không? Trả thù cho dòng tộc Uchiha, chứ không phải đi theo bọn làng lá lẽo đẽo này. Cái gì? Hôm nay không khí trong lành ghê ta. Không biết là mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Mình phải đi tìm anh hai để nhờ anh luyện tập cho mình mới được. Mình sẽ cố gắng để trở thành một ninja mạnh nhất. Con chào bố. Sasuke, sao dậy sớm thế con? Bố có biết anh hai ở đâu không? Con đang định nhờ anh đi luyện tập cho con đây này. Mẹ. Sao ngày nào con cũng đi tìm anh vậy? Anh hai của con bây giờ rất bận. Thôi được rồi, đi theo ta, để xem con làm được những gì nào. Con thử sử dụng hỏa độn xem sao. Nhanh lên, ta còn có nhiều việc nữa. Dạ vâng. Hỏa độn. Đó, bố thấy thế nào? Con có giỏi không? Có lẽ mình làm không tốt sao? Bố mẹ ơi, con về rồi đây. Sasuke đây à? Vào ăn cơm đi con, cơm nguội hết cả rồi. Dạ vâng vâng. Thế anh hai đã về chưa hả bố mẹ? Con cần tìm anh hai để anh ấy giúp con luyện tập vào ngày mai. Anh trai con giờ đã là đội trưởng Anbu rồi. Con nghĩ anh ấy rảnh như vậy sao? Thôi ngồi xuống ăn cơm đi, lát đợi anh ấy về rồi hỏi chuyện sau. Dạ, con mời cả nhà ăn cơm, bố mẹ ăn ngon miệng nha. Ủa? Itachi, về rồi đây à? Vào ăn cơm cho nóng nào con. Thôi kệ đi, chắc nó hôm nay đi làm cũng mệt rồi. Thôi được rồi, sáng mai mình sẽ cố dậy sớm hết mức có thể để đi tìm anh.
Yes, hôm nay mình đã dậy rất là sớm. Không biết là anh hai đang ở đâu ta? Có tiếng động ngoài kia. Hình như là anh ấy đang luyện tập cái gì thì phải. Đúng là anh hai rồi. Anh hai ơi, hôm nay anh dạy em ném kunai đi. Em rất muốn được học hỏi từ anh. Được rồi, thử ném anh xem nào. Cũng khá tốt đấy. Nhưng mà hôm nay anh bận mất rồi. Chắc là để ngày mai chúng ta sẽ cùng luyện tập nha. Chán thế. Và anh của tôi dạo gần đây ngày nào anh ấy cũng về muộn như vậy. Anh không còn như trước nữa. Anh không còn luyện tập và vui vẻ cười đùa nói chuyện với tôi. Lúc nào cũng lạnh lùng đi lên nhà một mình. Yeah, tới ngoài mình và anh hai được luyện tập cùng nhau rồi. Ủa, đằng kia có chuyện gì vậy nhỉ? Hình như anh hai đang nói chuyện với ai thì phải. Này Itachi, mày nợ nần kiểu gì? Một tháng tại sao chưa trả tiền hả? Trả tiền mau Itachi, mày định bung tiền đúng không? Trong tháng này ta phải dùng số tiền đó để đi làm việc mất rồi. Chắc là để tháng sau được không? Mày tưởng mày là đội trưởng Anbu, là một ninja tài giỏi nổi tiếng trong làng, mày có quyền được nói với cái giọng đó sao? Ta đã nói tháng sau trả tiền là tháng sau, đừng có lằng nhằng. Vậy thì bọn ta sẽ phải xiên mày luôn ngay tại đây. Ok, dừng lại đi anh Itachi. Trời ơi, họ đã chết rồi. Tại sao anh Itachi lại trở thành như vậy hả? Tại sao mọi việc lại trở nên tồi tệ như vậy? Ủa, kia là bố sao? Bố đang nói chuyện với ai vậy nhỉ? Mình phải ra nghe mới được. Hình như bọn họ đang nói chuyện gì đó về anh hai của mình. Itachi là một người rất tài giỏi và đạt được nhiều danh hiệu trong làng. Nhưng tôi rất tiếc. Có chuyện gì vậy hả thưa ngài? Vào sáng ngày hôm nay, cậu ấy đã giết hai người của bộ phận Anbu. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ không thể trở thành một ninja được nữa đâu. Tại sao? Tại sao lúc nào bọn họ cũng nhắc về anh hai vậy hả? Mình cũng sẽ chứng minh rằng mình không thua kém gì anh hai mình. Ba ơi, con đã học được hỏa độn rồi. Ba có thể đi kiểm tra xem nó thành thạo chưa được không? Được rồi Sasuke. Hỏa độn! Cuối cùng con cũng đã làm được. Con đã luyện tập cả đêm qua đấy, ba thấy thế nào? Cũng tốt đấy. Nhưng mà... Hứ? Itachi? Itachi sao? Ta biết trước ngày này sẽ đến mà. Ta dù sao cũng rất tự hào về con Itachi. Nhưng mà hãy hứa với ta một điều, hãy bảo vệ Sasuke được không? Ủa, nhà mình hôm nay không nấu cơm hả ta? Tiếng động gì bên đó vậy nhỉ?
ngộ nhận ra chưa? Mục đích của người chính là trả thù. Chính vì thế hãy đi theo ta. Ta sẽ ban cho người những sức mạnh mà ta có. Chứng kiến bố mẹ mình bị giết bởi anh trai mình, đó cũng là lý do mà người có cặp mắt Sharingan hiện tại phải không? Và trận đấu tiếp theo, Sasuke sẽ đánh với một ninja làng âm thanh. Hứ? Tại sao Sasuke đi ra ngoài lâu thế nhỉ? Phải đi ra ngoài xem sao mới được. Hình như có chuyện không ổn bên ngoài kia rồi. Lúc nãy ta đã ban cho ngươi một ít sức mạnh bóng tối. Bây giờ ngươi hãy vào đi thi đấu và sử dụng thử nó đi. Cái gì? Ngươi đang làm gì ở đây, Orochimaru? Ta chỉ vừa mới ban cho Sasuke vài thứ thôi. Một món quà nho nhỏ. Ngươi đừng có mà lươn liệu, Orochimaru. Ngươi đã làm gì Sasuke? Thằng ác độc như ngươi không xứng đáng ở đây. Hãy biến khỏi làng lá đi. Được thôi, cứ bình tĩnh nào Kakashi. Sasuke chắc chắn sẽ tự đi tìm ta. Đi tìm ta để lấy sức mạnh. Thằng ghét thật, hắn chạy thoát mất rồi. Lại đây nào Sasuke, có bị làm sao không? Em không sao đâu thầy. Chúng ta cùng đi vào tiếp tục thôi. Tất cả mọi người đang đợi em đấy Sasuke. Đi vào với các bạn đi. Lát nữa em sẽ là người thi tiếp theo. Còn chuyện vừa nãy thì đừng quá lo ngại về thằng Orochimaru đó. Chắc là chúng ta sẽ giải quyết và nói chuyện riêng về việc đó sau. Còn bây giờ em cứ thoải mái lên. Vâng, em đi vào chuẩn bị thi đây. Kakashi, cậu đã quay trở lại rồi đấy à? Có chuyện gì mà ra ngoài lâu thế? Sasuke sao rồi? Không hề ổn một tí nào. Sasuke đã bị Orochimaru chuyển cho một thứ năng lượng gì đó. Cái gì? Orochimaru sao? Làm thế nào hắn có thể biết được địa chỉ chúng ta đang thi cử ở đây? Tôi nghĩ chắc là có gián điệp. Cái này thì cũng không rõ nữa. Nhưng mà tôi lo ngại cho Sasuke quá. Thế cậu có biết tại sao thằng Orochimaru đấy lại truyền năng lượng cho Sasuke không? Sasuke là một cậu nhóc rất cần sức mạnh để thực hiện mục đích trả thù của mình. Chắc chắn Orochimaru đã gạ Sasuke đi theo hắn rồi. Ôi giời ơi, cậu cứ nghĩ thái quá, không sao đâu. Nếu mà đi theo thì thằng Sasuke nó phải theo Orochimaru từ nãy rồi chứ, nó không ở đây đâu. Cứ yên tâm đi. Thôi được rồi, hiện tại cứ tập trung theo dõi trận đấu đi. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi với cậu sẽ ra tay. Ôi trời ơi, Rock Lee, tại sao cậu lại bị thương nặng như thế này? Cứu trợ vẫn chưa tới nơi à? À, Sasuke đi đâu mà lâu thế? Chuẩn bị khởi động để xuống thi đi kìa, người tiếp theo hình như là cậu đấy. Nhanh lên. Ok, không phải lo đâu, chắc chắn tôi sẽ giành chiến thắng và đi vào vòng trong. Đấy, thấy chưa Kakashi? Tôi thấy Sasuke vẫn bình thường đấy chứ, không có vấn đề gì xảy ra đâu. Cậu sẽ phải đấu với một tên ninja làng âm thanh. Nghe nói làng này là làng của những cái tên rất là nguy hiểm đấy Sasuke. Nhớ cẩn thận đánh nhau nha. Không sao đâu, tôi có Sharingan mà. Chắc chắn tôi sẽ giành chiến thắng. Không biết sức mạnh mà gã Orochimaru kia vừa nói cho mình sử dụng như thế nào nhỉ. Ủa, hình như trận đấu chuẩn bị bắt đầu luôn rồi hay sao ấy mọi người ơi. Ok, vậy là chúng ta đã đủ người để thi đấu cho vòng thứ 2 rồi. Tại sao Sasuke đi ra ngoài đái bậy lâu thế? Từ bây giờ nếu các em có buồn đái buồn ỉa gì thì phải hỏi người lớn nha. Nếu mà đi đái bậy là các em sẽ bị phạt tiền đấy. Và mời hai thí sinh của trận đấu tiếp theo đi xuống đây để chuẩn bị nào. Mọi người có thể vận động ở dưới này luôn nha. Và 5 phút nữa trận đấu sẽ chính thức bắt đầu. Không biết đối thủ của mình là ai ta. Chắc chắn mình sẽ cố gắng hết sức. Đấy, nhìn xem Kakashi. Thằng bé không có biểu hiện gì là nó đang sở hữu sức mạnh của Orochimaru cả đâu. Mong là như vậy. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta cứ theo dõi cuộc thi đi. Có gì thì tính sau. Hứ, đối thủ của mình tại sao lại là một thằng bé trong tộc Uchiha thế này? Thú vị đây.
Này tên Uchiha kia, đây là lần đầu ngươi đi thi đúng không? Vậy thì hãy sẵn sàng để bỏ cuộc đi. Ta đến đây với tư cách là một người thi 4 năm rồi. Cái gì? Đây là lần thứ tư hắn tham gia kỳ thi Chunin sao? 4 năm hay 1 năm thì cũng như nhau thôi. Đánh bại hắn đi Sasuke. Được rồi, ta xin thông báo vòng thi thứ hai giữa hai ninja Làng Lá và Làng Âm Thanh. Xin chính thức bắt đầu. Ta xin phép đi trước nhé. Cố lên nha, luật vẫn như cũ, không được giết đối thủ của mình. Không ngờ tên này lại có thể chậm chạp như vậy. Thế thì mình thắng chắc rồi. Cũng khá đấy Sasuke. Hãy xem đây. Hả? Cái gì vậy? Đây không phải nhẫn thuật, cũng không phải là tốc độ của hắn. Vậy thì nó là cái gì? Tại sao hắn lại biến mất nhỉ? Ấy à, thằng nhóc Làng Âm Thanh này cũng lợi hại phết đấy chứ. Nó đã sử dụng âm thanh tiếng vang của mình để đánh lừa vị trí cho đối thủ. Ngạc nhiên chưa Sasuke? Mặc dù tên này chạy rất chậm và có thể dễ né, nhưng mà tiếng vang của nó làm mình khó chịu quá. Kỹ năng né của nó cũng tốt đấy chứ. Dưới biết đánh đấm ra sao. Thôi được, thử sử dụng nhẫn thuật vậy. Chơi đùa đủ rồi đấy nhỉ. Hỏa đốt. Hỏa đốt của thằng này lớn quá. Nó sử dụng tốt thật đấy. Cái gì vậy? Chuyện này là sao? Nó đang thổi hỏa đốt mà. Cái gì? Tại sao cách di chuyển này quen thế nhỉ? Đó là của Rock Lee mà. Vậy là ngày hôm qua luyện tập với Rock Lee, Sasuke cũng đã học được thể thuật này sao? Mặc dù tốc độ của Sasuke không nhanh bằng Rock Lee, nhưng cậu ấy thực hiện thể thuật này rất chính xác. Học trò của tôi phải vậy chứ, my guy. Tức thật, mình không thể chạm bằng nổi nó là sao nhỉ? Thôi được rồi, vậy thì ta sẽ cho người xem tất cả toàn bộ 100% sức mạnh của ta. Dù có thế cũng không thể đánh bại được ta đâu. Hả? Tại sao thằng kia tự nhiên nó lại có thể tăng sức mạnh một cách khủng khiếp như vậy nhỉ? Cú nhóc Làng Âm Thanh điều khiển chakra khá tốt đấy chứ. Vậy thì bây giờ Sasuke lại là người thiệt thân rồi. Ta sẽ cho ngươi xem một món quà từ Làng Âm Thanh. Sau khi ta nếm cái này thì ngươi sẽ bị điếc trong một thời gian ngắn, và đồng thời ngươi cũng sẽ bị mờ mắt luôn nữa. Tại sao tốc độ của nó lại tự nhiên tăng vọt lên như vậy nhỉ? Giờ mình lại là người thua cuộc sao? Ta không chỉ biết điều khiển chakra đâu, ta còn có những nhẫn thuật mà rất ít người có thể biết được. Hãy nhận lấy Sasuke. Mặt mình không thể thấy gì cả. Mình cũng không thể nghe được âm thanh gì luôn. Sao vậy trời? Mắt của mình. Tôi chết rồi. Mắt của mình bị làm sao thế này? Không lẽ mình đã bị mù rồi sao? Đây là phi tiêu độc nhất vô nhị mà chỉ Làng Âm Thanh mới được sở hữu. Tên này lợi hại thật. Sasuke liệu sẽ làm gì đây? Kết thúc rồi Sasuke. Không còn rồi, là thế nào bây giờ? Hả? Hắn ta vừa biến mất sao? Mắt của mình vẫn... Bực thật. Nếu cứ chiến đấu như thế này mình sẽ mất hết sức lực mất. Hắn ta lại biến đi đâu rồi? Mắt của tôi, trời ơi. Thấy sao Sasuke? Đã không nghe thấy tiếng động lại còn bị mờ mắt nữa. Tại sao mình thua nó cả về tốc độ lẫn sức lực là sao? Vậy thì chỉ còn một cách. Người sẽ không bao giờ đánh được ta đâu. Có lẽ nào... Sharingan! Cái gì? Thằng nhóc Uchiha này có Sharingan từ trước rồi sao? Thôi chết rồi. Người nghĩ bây giờ sử dụng cái đó có thể làm mờ mắt ta nữa sao? Khi bật cặp mắt này ta đã tốn rất nhiều chakra, nhưng ta sẽ kết liễu người nhanh nhất có thể. Tốc độ và thể thuật lại nghiêng về hướng Sasuke rồi.
lắm Sasuke, chúng ta sắp có người chiến thắng rồi. Cố lên nào. Đáng ghét. Vậy thì ta bắt buộc phải sử dụng tuyệt chiêu này rồi. Đây là một nhẫn thuật ta đã định để dành và sử dụng nó trong vòng chung kết. Nhưng mà thôi, ta sẽ chiêu đãi người vậy. Ta đã tập luyện nhẫn thuật này trong vòng rất nhiều năm qua. Hãy xem đây. Cái gì vậy? Cả mắt của mình không thể tin nổi. Nguồn chắc qua của mình đi đâu hết rồi thế này? Tôi chết rồi, mình hết sạch chắc qua rồi. Nhẫn thuật này sẽ rút hết tất cả chắc qua của ngươi. Bây giờ ngươi chỉ là một thằng yếu đuối thôi. Có lẽ nào bất cứ ai nghe được nhẫn thuật vừa rồi họ đều bị rút chakra qua hết sao? Thì ra là nhẫn thuật rút sạch chakra khi nghe được âm thanh. Với người lớn thì điều này có thể kiểm soát và tăng lại chakra được. Nhưng đối với bọn trẻ con thì điều khiển chakra là một thứ rất để khó. Sasuke thua cuộc rồi. Không, mình phải làm gì đây? Không thể tin nổi, tại sao lại có một nhẫn thuật kỳ lạ như vậy? Bỏ cuộc đi Sasuke. Nếu không có chakra, ngươi sẽ không bao giờ có thể đánh bại nổi ta đâu. Bỏ cuộc đi, rồi ta sẽ thả ngươi ra. Ta sẽ chính là người chiến thắng và vào vòng chung kết. Không. Vậy thì cứ nằm đây 30 giây đi. Ngươi sẽ chính thức bị loại nếu cứ nằm im thôi. Ta sẽ không bao giờ có thể thua cuộc một kẻ như ngươi. Cái gì vậy? Hình như có chuyện với Sasuke rồi. Thôi chết rồi. Nguồn năng lượng gì vậy? Nguồn năng lượng của Orochimaru đưa cho Sasuke đã bộc phát rồi. Chúng ta phải ra tay thôi, my guy. Không thể nào. Đó là sức mạnh bóng tối. Hãy giữ bình tĩnh và kiểm soát lại cái nguyền ấn đó đi. Nếu không, cơ thể em sẽ bị ăn mòn bởi sức mạnh này đấy. Cơ thể của mình bị làm sao thế này? Tồi tệ thật. May mà Kakashi xuống kịp lúc. Tên Orochimaru này thật đáng ghét. Tại sao thằng Sasuke này lại bị dính nguyên ấn nhỉ? Nguồn năng lượng này quen lắm. Chắc là lát nữa mình phải tìm hiểu thôi. Được rồi, và chúng ta sẽ nghỉ ngơi 5 phút để tới với ván đấu tiếp theo. Và tất nhiên luật lệ thì vẫn giữ như cũ. Xin mời hai thí sinh tiếp theo đi xuống dưới để chuẩn bị. Rave và Kiba. Cái gì? Tới lượt mình rồi sao? Nhanh vậy. Được rồi, mình sẽ cố gắng hết sức. Đánh bại tất cả những lũ ở đây. Học trò của Kakashi lại được tiếp tục ra trận rồi sao? Thằng Sasuke này có vẻ chịu được sức mạnh của nguyên ấn đấy, thưa ngài Orochimaru. Quả nhiên ta đã chọn đúng người. Nếu cứ như thế này thì Sasuke sẽ đi tìm ta để lấy sức mạnh thôi. Hiện tại ta đang rất cần một cái thân xác mới. Và Sasuke chính là một thân xác hoàn hảo mà ta cần tìm. Vậy còn kế hoạch xâm chiếm làng lá sắp tới thì sao hả thưa ngài? Chúng ta đã giết Kazekage rồi. Chúng ta sẽ đợi vòng chung kết của kỳ thi Chunin. Ngay sau đó ta sẽ giả làm Kazekage để ám sát Hokage. Vậy ý ngài có nghĩa là chúng ta bây giờ chỉ việc chờ đợi thôi sao? Đúng vậy. Ngay sau khi có được làng lá, ta cũng sẽ xâm chiếm tất cả các làng khác nữa. Được rồi, và trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Xin mời thí sinh Rave với cả Kiba xuống đây để chuẩn bị. Ok, tôi sẵn sàng rồi. Đánh đấm cẩn thận nhé Rave. Wow, không ngờ ở dưới này nhìn nó rộng như vậy đấy. Thí sinh Kiba đâu rồi? Đi xuống đây và bắt đầu trận đấu nhanh lên nào. Này tên kia, đi đánh nhau thì dắt động vật ra chỗ khác chơi đi. Đây không phải là một con động vật. Đây là người bạn của ta. Trời ơi, ngài Hokage ơi, xem xét thế nào chứ sao cho cái thằng này nó dắt chó vào đây thế này. Không sao đâu,
Đây là điều được phép và không bị cấm ở trong kỳ thi Chunin năm nay. Hả? Luôn lệ gì mà lạ vậy trời? Hey, thôi được rồi. Và ta xin tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Kiba là một trong những học sinh khá xuất sắc tại làng lá đấy. Liệu DAV có thể đánh bại được không? Cứ yên tâm đi, thằng bé này nó ranh hơn cậu nghĩ rất là nhiều đấy. Có vẻ như tốc độ của Kiba có phần nhỉnh hơn rồi. À, hả? Cái gì vậy? Hắn ta đâu rồi? À, cái gì? À, biết ngay thằng bé sẽ sử dụng cái trò đó mà. Tốt nhất ta khuyên ngươi nên đầu hàng đi là vừa. Ta còn rất nhiều những tuyệt chiêu mà ngươi không thể biết nổi đâu. Ngươi cũng có làm ta giật mình một chút đấy. Nhưng mà giờ thì hãy xem đây. Inuzuka. Cái gì vậy? Con thú cưng của hắn vừa biến thành cái lốc xoáy sao? Mình không thể di chuyển nổi mà cũng không thể nhìn thấy cái gì cả. Tốc độ nhanh quá. Hắn ta đâu rồi? Có lẽ nào... lần đầu tiên mình thấy một cách di chuyển kỳ lạ như thế này. Chưa hết đâu. Hãy xem đây. Bây giờ hắn ta biến thành luôn cái đó sao? Không ổn rồi, mình chả nhìn thấy một cái gì cả. Hắn ta bay nhanh quá. Nếu cứ như thế này thì sợ rằng mình sẽ thua cuộc mất thôi. Là thế nào mình mới có thể đánh bại được nó bây giờ? Ta sẽ kết liễu người một thể luôn. Trời ơi, lại cái gì nữa đây? Mình phải nghĩ cách sớm thôi. Thằng nhóc này khá hơn ta tưởng đấy. Thế này thì khó cho RAV rồi. Không ổn rồi, mình không thể thấy những bước di chuyển của nó. Quả nhiên, sức mạnh của cửu vĩ đang làm lành vết thương cho RAV. Thú vị đấy, Kakashi. Tên đáng ghét này, ta sẽ đánh bại ngươi. Hả? Hắn lại thêm nhẫn thuật gì nữa thế kia? Sức mạnh gì thế này? Không thể tin nổi. Khôn hồn thì chịu thua đi chứ còn gì nữa. Người không còn cái gì để đánh ta đâu. Được rồi, hãy xem đây. Thằng yếu đuối này định làm gì sao? Lại định dở trò gì đây? Rồi ngươi sẽ được biết thôi. Phấn thân chi thuật. Phấn thân chi thuật. Một thằng không đánh bại được ta thì nhiều thằng cũng như vậy thôi. Nhẫn thuật này tốn nhiều cha qua như vậy mà người vẫn dám sử dụng sao? Tất cả sống lên. Bọn này đánh nhau cũng có chiến thuật đấy chứ nhỉ? Ôi giời ơi, tưởng thế nào thì ra là lũ ngu ngốc. Cái gì vậy?
thì hãy xem cái này đây. Hãy nhận lấy. Tôi chết rồi, mình đã hết tất cả chakra rồi. Không lẽ mình sẽ thua cuộc như thế này sao? Không, ta sẽ phải đánh bại ngươi và trở thành một Hokage. Ta không thể thua như thế này được. Thua rồi còn làm nhảm cái gì? Nhà ngươi chỉ là một tên yếu đuối thôi. Này Maikai, cậu có cảm thấy nguồn chakra gì kỳ lạ ở quanh đây không? Hả? Có lẽ nào... Ta khuyên kẻ yếu đuối như ngươi nên từ bỏ việc làm ninja đi. Đừng có ảo tưởng về việc làm Hokage nữa. Cái gì? Ngươi dám nói như vậy sao? Ta đã trải qua rất nhiều điều. Ta không thể... không thể thua cuộc một kẻ như ngươi được. Sẽ là kẻ thua cuộc dưới tay ta. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Cơ thể của mình. Ây ạ, đau quá. Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra lúc nãy vậy? Mình nhớ là mình đang ở trong kỳ thi Chunin mà. Tại sao lại lạc vào đây? Có lẽ nào mình đang ở trên thiên đường và đã chết rồi sao? Có ai đấy không cứu tôi với? Này, thằng nhóc kia, lại đây ta bảo cái này. Hả? Ai vừa nói cái gì vậy? Có ra đây nhanh không thì bảo. Ôi, gì vậy trời? Một con quái vật biết nói sao? Ui, đừng có ăn thịt tôi nhá, tôi không làm gì đâu. Cứ lại đây ta bảo, ta không hại ngươi đâu mà lo. Nhưng mà ông chỉ tôi cách ra khỏi đây nhá. Yên tâm đi. Để rồi, nói cái gì thì nói nhanh lên nào, tôi đang thi đấu đấy. Ui, kiểu này bị thua và loại ra khỏi kỳ thi Chunin mất. Không sao đâu, đây chỉ là một cái thần giao cách cảm mà thôi. Hiện tại thì chúng ta đang ở trong người của cậu. Ta đã bị nhốt ở đây rất là nhiều năm trước rồi. Cậu có thể mở khóa cái phong ấn này cho ta không? Thôi, một con quái vật nhà ngươi thì ở trong cái lồng này là đúng rồi còn gì nữa. Cho ta ra khỏi đây đi. Ngươi nghĩ ta là quái vật sao? Nói thật thì ta chính là nguồn sức mạnh tiềm ẩn mà ngươi đang cần đấy. Hả? Nguồn sức mạnh tiềm ẩn sao? Thế nó có giúp tôi trở thành một Hokage dễ dàng hơn không? Nghe thấy sức mạnh là đã sáng mắt lên rồi sao? Cứ yên tâm, nếu ta được thoát ra ngoài, ta sẽ giúp cậu trở thành một shinobi khỏe nhất. Hiện tại bên ngoài đời thì cậu sắp chết tới nơi rồi đấy. Mọi người không biết rằng cậu đang hồi hộp sau khi sử dụng màn phân thân chi thuật vừa rồi. Đó là một sức ảnh hưởng sau khi mất quá nhiều chakra. Cái gì? Ý ông là tôi sắp chết tới nơi rồi sao? Sau khi sử dụng một cấm thuật tốn nhiều chakra như vậy thì xương khớp của cậu sẽ tê liệt và yếu dần đi. Mà còn đánh nhau nữa thì nó sẽ rạn nứt hết. Chập chết là phải rồi. Mở khóa cái phong ấn này cho ta chính là cách duy nhất để chúng ta có thể sống sót. Còn nếu không thì thôi, lên thiên đàng đi. Được rồi, để tôi thử mở xem sao. Ngươi bị lừa rồi. Cái gì? Đó là sức mạnh của Cửu Vi. Làm thế nào nó có thể thoát ra ngoài được? Có vẻ như LAV đã mở khóa phong ấn cho cái sức mạnh này rồi. Tại sao lại có thể như vậy được? Không biết LAV có bị làm sao không? Hả?
đó là sức mạnh gì mà nhìn trông kỳ cục vậy? Cho dù ngươi có sử dụng cái gì đi chăng nữa thì cũng không thể đánh bại anh em bọn ta đâu. Hết chakra thì làm chó trống được gì? Hả? Ném thẳng cái kunai vào đầu mà nó không thèm né luôn sao? Mình nhớ sau khi sử dụng nhẫn thuật vừa nãy cơ thể của nó đã yếu lắm rồi mà. Ta đành sử dụng nốt nguồn chakra cuối cùng vậy. Cái gì? Nó biến đâu mất tiêu rồi. Tốc độ nhanh quá. Đúng là rất khó để gây sát thương với một con cửu vĩ. Nhưng mà trận đấu vẫn sẽ được tiếp tục. Không có luật nào là dừng lại khi xảy ra sự cố cả. À, tới lúc phải hóa chó điên rồi. Không thể di chuyển được nữa. Sức mạnh gì vậy? Tôi xin phép bỏ cuộc. Tôi không thể đánh nhau được nữa. Công nhận là tên này khỏe thật. Mình đã quá khinh thường hắn rồi. Sao thằng bé có thể sử dụng được sức mạnh cửu vĩ đã bị phong ấn nhỉ? Rave và Sasuke xảy ra những sự cố đột ngột quá. Được rồi, vậy là chúng ta đã có người chiến thắng tiếp theo. Có vẻ như trời sắp tạnh mưa rồi đấy. Mình phải mau chóng đi tập thôi. Muộn lắm rồi. Tại sao mấy nay mưa nhiều thế ta? Trời sắp tới nơi rồi. Không biết là ông thầy Kakashi còn đợi mình không. Phải nhanh chân lên thôi. Muộn rồi. Tốt lắm Sakura. Cứ chăm chỉ như thế này thì em sẽ bắt kịp được Rave và Sasuke thôi. Mà kỳ lạ thật. Tại sao mấy nay chả thấy thằng Sasuke nó đi tập nhỉ? Còn Rave chắc là lúc nãy mưa nên là nó tự ý nghỉ luôn rồi. Sắp tới chung kết kỳ thi Chunin rồi mà lười thế không biết. Rave, em đây rồi. Sao tới muộn thế? Vừa nãy trời mưa to nên là em lỡ ngủ quên thầy ạ. Thôi bây giờ tạnh mưa thì em cố gắng em tập đến tối luôn thầy nhá. Mưa tí thì có làm sao? Sakura vẫn tập bình thường đấy còn gì. Đừng tưởng kiềm chế được sức mạnh của cửu vĩ là em có thể ảo tưởng nhá. Mà hai em có thấy thằng Sasuke mấy nay nó loanh quanh ở đâu không? Tại sao ngày nào đi tập mà nó cũng không xuất hiện ở đây thế này? Hay là xảy ra một vấn đề gì rồi? Em mấy nay cũng không thấy Sasuke ở đâu thầy ạ. Em lo cho bạn ấy quá. Thôi được rồi, thầy sẽ giải quyết và tìm hiểu vụ việc này sau. Còn bây giờ Rave xuống tập nhanh lên, trời sắp tối tới nơi rồi. Dạ vâng, em xuống tập luôn đây. Từ lần sau có mặt đúng giờ đầy đủ hộ cái. Sắp tới chung kết của kỳ thi Chunin rồi. Tập luyện đi thì mới có thể chiến thắng được chứ. Còn thằng Sasuke thì mất tích suốt ngày. Ok, hôm nay tập tới đây thôi, trời sắp tối rồi. Ngày mai thì thầy sẽ hướng dẫn các em một bài tập mới. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đi ăn một thứ gì đó nào. Các em thích ăn gì? Lâu lắm thầy cũng không dẫn mọi người đi ăn rồi.
Ui, ngon, đúng lúc đang hết tiền thì lại được ra đi ăn. Em muốn ăn mì ramen thầy ơi. Hey, suốt ngày mì ramen, cậu ăn nhiều như vậy là mỏng mụn hết lên mặt đấy. Thôi được, hôm nay chiều thằng lừa về một tí vậy. Nhưng mà lần sau có mưa gió hay là lười biếng gì thì vẫn phải luyện tập đấy nhá. Chứ không các em không lên nổi chú Nin đâu, sắp tới chung kết rồi. Ok, em cảm ơn thầy, chúng ta cùng đi ăn mì ramen nào mọi người. Chủ quán ơi, cho tôi 3 bát mì ramen đầy đủ nhá. Ở kia, sao thấy Kakashi kì bò thế? Em muốn ăn 10 bát cơ, chủ quán ơi đổi lại cho tôi nhá. Ê, vậy là tháng này hết cả tiền ăn rồi. Vào ngồi ăn đi các em. Ngon quá, thầy Kakashi đúng là người tuyệt vời nhất. Được rồi, ăn uống no nê thì về nhà đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu cuộc luyện tập mới. Dạ vâng, em đi về nhà đây. Ngày mai em sẽ cố gắng tới đúng giờ, thầy cứ yên tâm. Không biết thằng Sasuke mấy nay ở đâu ta. Mình phải bao chóng đi tìm nó thôi. Sợ rằng nó đi theo Orochimaru mất. Hả? Có chuyện gì vậy Sasuke? Tại sao lại ngồi đây? Mấy nay em không đi tập là như thế nào? Đừng quan tâm về cái sức mạnh Orochimaru đó nữa. Tên đó rất là nguy hiểm. Vậy thì ông nghĩ rằng ở lại cái làng này là tôi có thể trở nên mạnh mẽ hơn và thực hiện mục đích trả thù của mình sao? Ông đã nhầm rồi, Kakashi. Tôi sẽ đi ra ngoài và tìm ra nguồn năng lượng mới cho bản thân mình. Chứ làng này toàn những kẻ yếu đuối thôi. Hãy suy nghĩ thật kỹ đi Sasuke. Đừng vì lợi ích trước mắt mà đi theo nó. Vậy còn những người bạn của em thì sao? Bạn bè sao? Tôi chưa từng coi ai là bạn bè trong cái làng đây cả. Ông đi ra chỗ khác chơi đi Kakashi. Orochimaru là một kẻ rất nguy hiểm. Hắn ban cho em sức mạnh cũng là có mục đích gì đó cả đấy. Đừng có mù quáng trước sự tức giận nữa. Ông im mồm đi Kakashi. Thôi được rồi, em cứ ngồi đây suy nghĩ đi. Ngày mai gặp ta ở đỉnh núi trước cổng làng vào lúc 6 giờ sáng. Ta sẽ chỉ cho em một sức mạnh rất là hay. Và có thể em sẽ suy nghĩ lại đấy. Một tháng đã trôi qua, sắp tới chung kết của kỳ thi Chunin rồi. Quá tuyệt vời. Hiện tại vẫn chưa thấy một thông tin gì về Sasuke là đi tìm chúng ta. Nhưng mà thôi không sao, lo cái trước mắt đi. Trong chung kết kỳ thi Chunin lần này, ta sẽ là bá chủ của làng lá. Ta sẽ thống trị tất cả các làng khác nữa.